Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 676, con gái hướng ngoại. Cố Doãn Chi nói, đi vào trong công tác tất nhiên có thể giúp cậu quên đi đau khổ, nhưng nhưng đó chỉ là một loại tự lừa mình, muốn triệt để phấn chấn lại thì phải quên đi quá khứ. Trương Dương, chuyện của giai đồng đã trở thành quá khứ rồi, ngay cả một lão già như tôi còn có thể tiếp nhận hiện thực, cậu vì sao lại không thể? Trương Dương cắn môi dưới. Cố Doãn Chi nói, sự an ủi tốt nhất đối với giai đồng chính là cậu sống tốt hơn tôi tin giai đồng hy vọng cậu mau chóng có cuộc sống của mình tình cảm của mình đối với cậu mà nói con đường phía trước còn rất dài mãi đắm chìm trong kỷ niệm đối với bất kỳ ai mà nói cũng không phải là một chuyện tốt trương dương nói cha con hiểu rồi cố doãn chi nói bất kể lần này tỉnh lý xử phạt cậu như thế nào cậu cũng phải bảo trì bình tĩnh cậu đánh liêu bác sinh sự kiện này đã xúc phạm đến cấm kỵ trong quan trường không ai có thể bảo vệ được cậu cả, loại chuyện này không thể dung túng, cũng không thể nuông chiều, bằng không sẽ khiến những người khác sinh ra lệch lạc trên tâm lý." Kiều Trấn Lương đánh cậu một gậy, là rất đúng lúc, đánh càng sớm càng tốt, đổi lại là tôi thì cũng sẽ làm vậy. Trương Dương gật đầu, lúc mới đầu, hắn trong lòng còn khó chịu vì Kiều Trấn Lương muốn xử lý mình, nhưng Cố Doãn Chi đã nói vậy, trong lòng hắn cũng nhất thời bình thường trở lại. Cố Doãn Chi nói, đại hội đảng của Bình Hải sắp diễn ra rồi, Đại hội đảng lần này cực kỳ quan trọng, ban lãnh đạo sẽ thay già đổi trẻ, cậu trong lúc vô ý đã làm ảnh hưởng đến hướng đi của cục diện chính trị Bình Hải trong tương lai, Trương Dương chỉ sợ ngay cả chính bản thân cậu cũng không ý thức được. Trương Dương đương nhiên không ý thức được điều này. Đổi lại là trước đây, Cố Doãn Chi sẽ không ở trước mặt Trương Dương tham thảo vấn đề sâu sắc như vậy, nhưng là vì quan hệ của giai đồng, ông ta yêu ai yêu cả đường đi, không đành lòng nhìn thằng ôn này mò mẫm mà đi trong quan trường, cho nên mới chỉ điểm. Trương Dương nói cha, cha là nói, sự kiện ô nhiễm nước lần này có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tiền đồ chính trị của một số người ư. Cố Doãn Chi mỉm cười, lời thì ông ta đã nói rõ rồi, chuyện còn lại phải dựa vào Trương Dương tự mình lĩnh ngộ. Audio điện tử võ tấn bền Cho tới nay sự chú ý của Trương Dương đều là bản thân sự kiện ô nhiễm nước, về phần những thứ sâu xa ở đằng sau thì hắn chưa từng nghĩ, mà cũng không nghĩ được, Kỳ thật với tính tình của hắn hiện giờ, suy nghĩ không được sâu xa cũng là chuyện bình thường. Sự chỉ điểm vào thời khắc mấu chốt của Cố Doãn Chi khiến Trương Dương mới bắt đầu cân nhắc những thứ sâu xa hơn. Lưu Diễm Hồng đưa phương án xử lý Trương Dương cho Tăng Lai Châu xem qua, Tăng Lai Châu nhìn lướt qua rồi nói khẽ, xử phạt cảnh cáo trong đảng ư? Nhẹ quá." Lưu Diễm Hồng nói, "Bí thư Tăng, tôi đã tìm hiểu tiền căn hậu quả của chuyện này rồi." Trương Dương tuy rằng hơi xung động, nhưng tàng lai châu ngắt lời cô ta tôi không muốn nghe tiền căn hậu quả ý tứ của bí thư kiều rất rõ ràng lần này nhất định phải nghiêm túc xử lý trương dương chúng ta không nên hỏi vì sao chỉ cần chấp hành ý của lãnh đạo lưu diễm hồng nói bí thư tăng chuyện này tôi không muốn quản chuyện mà lãnh đạo bên trên đã đưa xuống hà tất phải hỏi tôi làm gì tàng lai châu nghe ra tình tự mâu thuẫn trong lời nói của lưu diễm hồng y nói khẽ thế này đi xử phạt ghi lỗi hành chính Lưu Diễm Hồng có chút giật mình nói, ghi lỗi hành chính ư. Như vậy sẽ bị ghi lại trong hồ sơ, hơn nữa ảnh hưởng đến tấn chức trong cả một năm của hắn, đối với một cán bộ còn trẻ mà nói, chuyện này có phải có chút tàn khốc quá hay không? Ý đồ che chở của Lưu Diễm Hồng đối với Trương Dương vô cùng rõ ràng. Tăng Lai Châu nói, Bí Thư Kiều đặc biệt cường điệu phải xử lý nghiêm túc, chúng ta phải lĩnh hội tinh thần của lãnh đạo, nếu lần này xử phạt quá nhẹ, đối trên đối dưới đều khó ăn nói. Lưu Diễm Hồng nói, bí thư tăng, tôi thật sự là không hiểu, sự kiện ô nhiễm nước và sự kiện đánh người rốt cuộc cái nào mới là trọng điểm. Bỏ qua trách nhiệm quản lý của một đám người không đi truy cứu, ngược lại cứ truy cứu hành vi xung động của một cán bộ trẻ tuổi nhất thời lòng đầy căm phẫn. Tôi không hiểu, chuyện này tôi không muốn quản, ngài hay là tìm người khác phụ trách đi. Tăng Lai Châu nhìn thấy Lưu Diễm Hồng lại giận dỗi rồi, không khỏi cười nói, tiểu Lưu à, chuyện này tốt nhất để cô đi phụ trách, tính khí của Trương Dương chúng ta đều rõ, tôi cũng rất thích cậu thanh niên này, nhưng chúng ta hiểu cậu ấy, không có nghĩa là người khác có thể hiểu cậu ấy, để cô đi tuyên bố chuyện này, tương đối mà nói thì cậu ấy dễ tiếp thụ hơn. Lưu Diễm Hồng nói, tôi không phải sợ đắc tội với người ta, tôi là thấy chuyện này đối với một cán bộ trẻ tuổi mà nói thì quá tàn khốc, hơn nữa xuất phát điểm của cậu ấy là tốt, cho dù là xử lý, thì nên truy cứu người phụ trách của khu vườn công nghiệp quốc tế, truy cứu trách nhiệm quản lý của bọn họ. Tàng Lai Châu nói, đang tra xét, bí thư kiều cúng, nhất định phải quy trách nhiệm tới cùng, ô nhiễm nước lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tàng Lai Châu sắp về hưu, công tác ủy ban kỷ luật y trên cơ bản đã thả lại cho Lưu Diễm Hồng, vốn y cũng cho rằng Lưu Diễm Hồng sẽ đương nhiên thay ca, nhưng lưu chiêu của Trung Kỳ ủy bỗng dưng lòi ra đã khiến loại khả năng này không thể tồn tại. Vào những lúc như thế này, Tàng Lai Châu đã chẳng còn muốn hỏi đến chính sự của Bình Hải nữa, trên cương vị bí thư ủy ban kỷ luật này y chưa một ngày được ngồi yên, trong mắt y phân tranh chính trị đã không còn liên quan tới y, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lưu Diễm Hồng nói, nếu đã để tôi phụ trách, tôi cho rằng xử lý như vậy đối với Trương Dương có chút quá nặng, chuyện này có phải nên thương thảo một chút không? Tàng Lai Châu nói, Tiểu Lưu, cô có thể trưng cầu ý kiến của Bí Thư Kiều trước, có điều tôi thấy chắc là không cần thiết đâu. Thái độ lần này của Kiều Trấn Lương rất kiên quyết, rõ ràng là muốn gõ Trương Dương một cái thật nặng, nếu ủy ban kỷ luật bọn họ lần này dơ cao gậy lên rồi nhẹ nhàng đánh xuống, khẳng định sẽ khó ăn khó nói, Tằng Lai Châu cũng nhìn ra huyền cơ trong đó, Kiều Trấn Lương nóng lòng đánh Trương Dương như vậy, mục đích có thể là để chặn miệng người khác, đánh Trương Dương xong, để người khác không còn gì để nói, sau đó lại truy cứu trách nhiệm trên quản lý của đám cán bộ Đông Giang, phong cách làm việc của Kiều Trấn Lương Tằng Lai Châu đã hiểu khá rõ. Sự kiện ô nhiễm nước sông Thoan lần này là một cơ hội, Kiều Trấn Lương sẽ không dễ dàng bỏ qua lợi dụng sự kiện ô nhiễm nước, có thể phủ định chính tích của một đám cán bộ lương thiên chính. Tăng Lai Châu chú ý tới ảnh hưởng chính trị sau lưng của chuyện này hơn, y đã đoán trước được, trong sự kiện ô nhiễm nước lần này người chịu ảnh hưởng lớn nhất sẽ là Lương Thiên Chính. Trước đó, Lương Thiên Chính tiếp nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng bởi vì sự kiện ô nhiễm nước, tiền đồ của y cũng trở nên xa vời. Trong chuyện này, thái độ của Tống Hoài Minh khiến Tăng Lai Châu có chút kỳ lạ, dựa theo cách nhìn của y, Tống Hoài Minh vốn nên kiên định ủng hộ Lương Thiên Chính, nhưng Tống Hoài Minh lại chủ động đứng ra gióng chống khua chiêng phản đối vườn công nghiệp quốc tế, mà hành động của y đối với Lương Thiên Chính đã tạo thành đả kích cực lớn. Tăng Lai Châu có chút không hiểu, chẳng lẽ Tống Hoài Minh thật sự là loại người đại công vô tư, đặt lợi ích của Bình Hải, lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, y chẳng lẽ không cảm thấy tình cảnh chính trị của mình trước mắt có chút không ổn, mà Lương Thiên Chính là một trong không nhiều minh hữu của y trong ban thường ủy Bình Hải ư. Khi Lưu Diễm Hồng chuẩn bị rời khỏi thì Tằng Lai Châu gọi cô ta lại, tiểu Lưu à, có chuyện tôi không biết có nên nói với cô hay không? Lưu Diễm Hồng nói, bí thư Tằng, có gì thì ngài cứ nói đi, đừng ậm à ậm ừ nữa, trong lòng tôi đã khó chịu lắm rồi. Tằng Lai Châu cười cười, có chút khó xử, y cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc lá rồi châm, hít một hơi, ho khan hai tiếng rồi nói tối qua cô về rất muộn. Lưu Diễm Hồng gật đầu, trong lòng đã bị một tầng bóng tối bao trùm. Tàng Lai Châu nói, đừng quá liều mạng công tác, muộn như vậy rồi mới đi ăn cơm, nói sao cũng phải chú ý tới sức khỏe. Nghi Tựa Hồ đã nói gì đó, nhưng lại giống như chưa nói gì. Đôi nghi thành tú của Lưu Diễm Hồng nhăn lại, Bí thư Tàng, anh có gì thì cứ nói rõ ra đi, anh là lãnh đạo của tôi, ở trước mặt tôi không có gì là không nói rõ được cả. tăng Lai Châu hít một hơi thuốc, có rảnh thì cũng mời tôi tới quán trà Phú Cẩm uống trà nhé. Lưu Diễm Hồng cắn môi cô ta cuối cùng cũng hiểu tăng Lai Châu là có ý gì, cô ta có chút ủy khuất khịt mũi một cái, bí thư tăng, tôi ngay cả tự do mời bạn ăn cơm cũng không có ư. Tăng Lai Châu nói, cô đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không nghĩ xa đâu, nhưng có người muốn mượn chuyện này để dèm pha, cô làm công tác ủy ban kỷ luật đã rất nhiều năm rồi, chuyện kiểu gì cũng từng trải qua, người có dụng tâm xấu trong thể chế rất nhiều, chuyện bịa đặt cũng rất nhiều, nếu cô chỉ là một người bình thường, việc này không tính là gì. Nhưng cô không phải, cô ngồi ở vị trí cao trong chính đàn bình hải, trong thể chế có vô số người nhìn lên cô, có người hâm mộ cô, sùng bái cô, nhưng cũng có người hy vọng cô từ chỗ cao ngã xuống. Lưu Diễm Hồng nói, bất kể tôi đứng ở đâu, tôi cũng đều đứng thẳng đứng nghiêm, tôi không có lỗi với trời đất, không có lỗi với lương tâm, người khác muốn nói gì tôi cũng không muốn để ý. Tàng Lai Châu nói, cô không để ý, nhưng chắc gì người khác đã vậy, tiểu Lưu à. Lưu Diễm Hồng lắc đầu ngăn Tàng Lai Châu nói tiếp, sau đó xoay người vội vàng đi ra cửa vừa rời khỏi văn phòng của tằng lai châu nước mắt của cô ta không ngăn được mà chảy xuống lưu diễm hồng che miệng chạy về phía trước không nhìn rõ đường ở phía trước nên đâm phải ngực một người từ đằng trước đi tới lưu diễm hồng cúi đầu xin lỗi cô ta muốn mau chóng rời khỏi đây nhưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên diễm hồng lưu diễm hồng lau nước mắt ngẩng đầu lên cô ta không ngờ lại gặp ngô minh ở chỗ này ngô minh vẻ mặt quan tâm y có chút lo lắng nhìn lưu diễm hồng nói cô làm sao vậy không không có gì bụi bay vào mắt thôi lý do này ngay cả bản thân cô ta cũng không tin được ngô minh là nhân thông minh tuyệt đỉnh y đương nhiên biết lý do này căn bản không thể tin được nhưng y cũng không tiếp tục truy vấn lấy khăn tay ra đưa cho lưu diễm hồng cười nói tôi và thị trưởng hạ cùng nhau tới đông giang ông ta đi tới tỉnh ủy tôi dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng cho nên tới tìm cô lưu diễm hồng nói tôi bận lắm ngô minh mỉm cười nói không sao đợi cô tan làm tôi đón cô đi ăn cơm lưu diễm hồng lắc đầu nói buổi tối tôi có hẹn với người khác rồi ngô minh nói vậy cùng nhau đi ăn khuya lưu diễm hồng còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của ngô minh cô ta thật sự không đành lòng tiếp tục cự tuyệt y lưu diễm hồng nói mời tôi đi uống cà phê đi ở quán cà phê lam sơn ngay đối diện ngô minh cười nói không thành vấn đề Hạ bá đạt lần này và ngô minh cùng nhau tới đây là vì chuyện nước sông Thoan bị ô nhiễm. Sự kiện ô nhiễm nước đã mang đến ảnh hưởng kinh tế khá nghiêm trọng cho Nam Tích. Hạ bá đạt lần này tới là đặc biệt để hiệp thương chuyện về sau với phía chính phủ thị ủy thành phố Đông Giang. Phía Đông Giang đã chủ động tỏ thái độ, sẽ tiến hành bồi thường phía hướng Nam Tích vì sự kiện ô nhiễm nước sông lần này. Sau khi hạ bá đạt tới Đông Giang, y trước tiên không phải tới chính phủ thành phố Đông Giang mà là đi tới tỉnh ủy bái phỏng bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương nguyên nhân rất đơn giản, Kiều Trấn Lương sau sự kiện ô nhiễm nước biểu hiện ra sự bất mãn vô cùng đối với ban lãnh đạo Nam Tích, phía Nam Tích phái Trương Dương tới đây đúng là một nước cờ diệu kỳ, nhưng từ trên chuyện này Kiều Trấn Lương cũng nhìn thấy sự không dám đảm đương đại sự của ban lãnh đạo Nam Tích, bảo một cán bộ cấp ban như Trương Dương tới sắm vai tiên phong. Hạ bá đạt từ trên sắc mặt bất cẩu môn tiếu của Kiều Trấn Lương đã nhận thấy tâm tình của bí thư tỉnh ủy không tốt, trong lòng thầm kêu suối quẩy, chuyến đi tới Đông Giang lần này chỉ sợ lại bị mắng cho như tát nước vào mặt. Kiều Trấn Lương nói, các vị cũng thật là, nước Nam Tích bị ô nhiễm, quan viên tương quan thì không đến, lại đi phái một chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tới. Hạ Bá Đạt nói, Bí Thư Kiều, đây là quyết định của đồng chí Trường Vũ, y đùn đẩy sạch trách nhiệm. Kiều Trấn Lương nghe vậy liền có chút bốc hỏa, Hạ Bá Đạt, anh là thị trưởng Nam Tích. Chuyện ô nhiễm nước anh không tham dự ý kiến à? anh không có quyền lên tiếng ư, hả, nam tích các vị không có cục bảo vệ môi trường à, không cục thủy lợi à, đừng cho ăn tôi không biết các anh tính toán điều gì, thằng ôn trương dương này là loại người gì, là một con khỉ nhảy choi choi, các anh phái hắn tới Đông Giang làm gì, trình diễn một vở đại náo thiên cung cho tôi xem à. Hạ bá đạt nghĩ thầm đều là lý trường vũ làm, không liên quan gì tới tôi, nhưng câu này quyết không thể nói ra ngoài miệng được, nếu nói ra, chỉ sợ Kiều Trấn Lương sẽ càng tức giận hơn. Hạ bá đạt nói, bí thư Kiều, thật ra chúng tôi trước đó đã giao thiệp với phía Đông Giang rồi, bởi vì tiến triển không thuận lợi, cho nên chúng tôi mới phái Trương Dương tới. Lần này y không dám nói tất cả đều là chủ ý của Lý Trường Vũ nữa. Kiều Trấn Lương nói, hắn cũng có năng lực lắm, chạy đến Đông Giang quyền đấm cước đá, hắt nước bẩn lên đầu cán bộ khu khai phá. Liêu bác sinh lớn tuổi như vậy còn bị hắn tát cho một cái, đây là thụ ý của các cậu ư hạ bá đạt lắc đầu như đánh chống bỏi bí thư kiều chúng tôi không bảo hắn làm như vậy tuyệt đối không chúng tôi chỉ bảo hắn tới đây phối hợp giải quyết vấn đề ô nhiễm nước tuyệt đối không bảo hắn đánh người kiều trấn lương nói nhìn bộ dạng của các anh là tôi hiểu rồi có phiền phức thì các anh đẩy thằng nhóc này ra nhưng chuyện lớn rồi thì các anh chối sạch sẽ thì tốt giữ tướng đúng không hạ bá đạt mặt đỏ bừng lên xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống sớm biết lần này tới đông giang khó xử như vậy y nói sao cũng sẽ không tới kỳ thật chuyện này không liên quan nhiều tới y y là dùng góc độ của người bàng quan để nhìn chuyện này y cho rằng chuyện ô nhiễm nước đã được giải quyết rồi cho nên mới tới đây giải quyết hậu quả ai ngờ lửa của bí thư kiều lại lớn đến vậy lấy y ra làm bao cát hạ bá đạt nói bí thư kiều xin lỗi chúng tôi không nắm tốt tiền triển của sự việc cô cũng không ngờ chuyện lại ầm ĩ thành như thế này Kiều Trấn Lương nói: "Thân là cán bộ lãnh đạo, một chút tính nhìn xa cũng không có à? Thế có xứng với chức không? Trung Quốc chúng ta có câu châm ngôn, binh đối binh, tướng đối tướng, chuyện ô nhiễm nước vốn rất đơn giản, các cậu trực tiếp tới bàn với Lương Thiên Chính, ngồi xuống giải quyết chuyện này, nếu không giải quyết được, có thể thông qua tỉnh lý, nhưng các cậu hay rồi, cứ thích quanh co, bảo một con khỉ tới đây đại náo một hồi, chỉ sợ thiên hạ không loạn." Hạ Bá đạt đỏ mặt, nói: "Bí thư Kiều, chúng tôi thực sự không có ý này trong lòng thì nghĩ nếu đơn giản như anh nghĩ thì tốt quá chúng tôi hẹn bàn với lương thiên chính nhưng y khẳng định sẽ trốn nếu không phải có con khỉ trương dương này tỉnh lý các anh liệu có chú ý không chuyện có thể được giải quyết nhanh như vậy không kiều trấn lương nói vấn đề ô nhiễm nước phải truy cứu trách nhiệm quản lý của phía đông giang vấn đề của trương dương chính là các anh quá phóng túng đối với hắn cũng phải truy cứu trách nhiệm quản lý của các anh hạ bá đạt lúc này chỉ có thể gật đầu đành chịu thôi ở trước mặt lãnh đạo lấy đâu ra chỗ mà nói lý ai bảo mình tới đây làm gì tới để ăn mắng à nói đến phóng túng đối với trương dương thật ra người thực sự phóng túng với trương dương là bí thư kiểu anh anh đặt hắn ở nam tích cho làm dối lên chẳng phải là phóng túng với hắn ư nếu không có anh chống lưng hắn dám cản rỡ như vậy không kiều trấn lương nói anh đừng chỉ biết gật đầu anh cho rằng vấn đề của trương dương nên xử lý như thế nào Hạ Bá Đạt nói, "Đồng chí Trương Dương trẻ tuổi xung động, lần này đánh người quả thực là không đúng, có điều cân nhắc động cơ của hắn đều là vì lợi ích của người dân Nam Tích, cũng không tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng, xin các lãnh đạo cho hắn một cơ hội, xử lý thì phải xử lý, nhưng mong đừng quá nặng." Hạ Bá Đạt ở trên điểm này vẫn rất có hậu đạo, y là thị trưởng Nam Tích, đương nhiên phải bảo hộ cán bộ của mình, đây cũng là lời mà y phải nói, nếu như vào những lúc như thế này, y đẩy Trương Dương đi chẳng những ban lãnh đạo Nam Tích sẽ khinh thường y, ngay cả Kiều Trấn Lương cũng sẽ khinh thường y. Kiều Trấn Lương nghe thấy Hạ Bá Đạt nói như vậy thì ngược lại nguôi giận, y lắc đầu nói, chuyện này không thể nhẹ nhàng cho qua được, tôi đã giao chuyện của hắn cho ủy ban kỷ luật tỉnh, phương án xử lý rất nhanh sẽ có, Trương Dương là người cán bộ của Nam Tích các anh, thân là lãnh đạo của hắn, cũng là gia trưởng của hắn, con cháu đánh người, gia trưởng phải tỏ thái độ. Hạ Bá Đạt vội vàng tỏ thái độ, bí thư Kiều tôi lập tức sẽ đi thăm đồng chí Lưu Bác Sinh, tôi sẽ đăng môn giải thích. Kiều Trấn Lương Ý vị thâm trường nói, anh và Lưu Bác Sinh là lão bằng hữu phải không, các cậu phải câu thông cho tốt một chút. Thượng Lị, vợ của Lưu Bác Sinh quan hệ rất tốt với mạnh truyền Mỹ, lão bà của Kiều Trấn Lương, bởi vì chuyện Lưu Bác Sinh bị đánh mà chạy tới nhà của Kiều Trấn Lương khóc lóc kể lể. Kiều Trấn Lương đối với chuyện này cũng có chút giận dữ, y bảo hạ bá đà tới đây cũng là để bình ổn chuyện này. Khi Kiều Trấn Lương về nhà, phát hiện con gái ở đó chờ y, Kiều Trấn Lương cười nói, "Mộng Viện, mẹ con đâu?" Kiều Mộng Viện nói, "Dì thượng bị bệnh nằm viện, mẹ con tới thăm gì ấy rồi." Kiều Trấn Lương nhíu mày, đi tới sa lông rồi ngồi xuống. Kiều Mộng Viện pha một chén trà mang tới đặt trước mặt cha mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh y, Kiều Trấn Lương nhìn ra con gái có việc muốn nói, mỉm cười bảo, "Có việc gì à?" Kiều Mộng Viện gật đầu, cô ta nói khẽ, "Trương Dương lần này gây ra phiền phức rất lớn phải không?" Kiều Trấn Lương cầm chén trà lên, thổi lá trà bên trên, nhấp một ngụm rồi nói, con bắt đầu quan tâm đến chính trị từ lúc nào vậy? Kiều Mộng Viện nói, cha, Trương Dương là bạn tốt của con, quan tâm đến bạn bè một chút cũng không được à? Kiều Trấn Lương chậm rãi đặt chén trà xuống, "Ừ, cha quên mất đấy." Kiều Mộng Viện nói, "Cha, cha vẫn chưa trả lời câu hỏi của con." Kiều Trấn Lương cười ha ha, nói, "Con gái à, nghiêm túc quá nhỉ." chuyện trên chính trị con không hiểu đâu, đừng hỏi. Y đứng dậy muốn đi nhưng bị Kiều Mộng Viện ôm lấy cánh tay, cô ta không cho Y đứng dậy cha, cha nói đi, cha chuẩn bị xử lý anh ta như thế nào. Kiều Trấn Lương bất đắc dĩ lắc đầu nói, chuyện này giao cho Ủy ban kỷ luật, hình như là phải ghi tội. Kiều Mộng Viện nói, ghi tội ư, vì sao, đã ghi tội thì sẽ ghi lại trong lý lịch, đối với tiền đồ chính trị về sau của anh ta sẽ tạo thành ảnh hưởng, cha, cha, không cảm thấy xử lý như vậy với anh ta là rất nghiêm khắc ư? Kiều Trấn Lương nói: "Con gái à, con trước tiên thả cha ra đã, cha mệt mỏi cả ngày rồi, con đừng có quấn lấy cha nữa." "Không được, cha còn chưa nói rõ mà, Trương Dương đánh người là không đúng, nhưng đám quan viên này cũng phải chịu trách nhiệm vì sự kiện ô nhiễm nước chứ, nếu so với trách nhiệm quản lý để nước bị ô nhiễm, Trương Dương đánh người chỉ là chuyện nhỏ, cha thân là bí thư tỉnh ủy, cái gì là mâu thuẫn chủ yếu chẳng lẽ lại không thấy rõ ư?" Kiều Trấn Lương thật sự là dở khóc dở cười, y thở dài nói, con gái à, con không hiểu chính trị, Trương Dương không có tính kỷ luật tổ chức, xử phạt ghi tội đối với hắn mà nói đã là nhẹ rồi đấy, hắn hôm nay có thể đánh chủ nhiệm khu khai phá, hiện tại không xử lý nghiêm túc, không khéo ngày mai nắm đấm của hắn sẽ dáng lên đầu cha đó. Kiều Mộng Viện bị lời nói của cha chọc cho bật cười, cô ta cắn môi nói, hắn không dám đâu, hắn rất tôn kính cha, sau lưng thường nói tốt về cha, nói cha rất anh minh cơ trí, nói cha nhìn xa trông rộng, còn nữa, người mà hắn sủng bái nhất chính là cha đó. Kiều Trấn Lương thấy có chút không đúng, biểu hiện của con gái hôm nay thật sự là rất khác thường, chuyện của Trương Dương không ngờ khiến nó khẩn trương như vậy, chẳng lẽ? Kiều Mộng Viện nói cha, con chưa từng cầu xin cha chuyện gì đúng không? Kiều Trấn Lương nói, đừng nói nữa, chuyện lấy việc công làm việc tư cha không làm đâu. Kiều Mộng Viện nói cha, cha thật sự muốn xử lý Trương Dương ư. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, chuyện mà tổ chức đã quyết định thì không thể thay đổi được. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương đã cứu mạng con, cha hiện tại muốn xử phạt hắn có phải có chút lấy oán trả ơn hay không? Kiều Trấn Lương thật sự là đau đầu, y thở dài nói, con gái à, chuyện này là chuyện công, chuyện hắn cứu con là việc tư, cha là bí thư tỉnh ủy Bình Hải, cha tôi phải phân công và tư rõ ràng. Kiều Mộng Viện hôm nay rất rào trá, cô ta vẫn không chịu buông tay cha ra, vậy được rồi, cha nhận hối lộ của Trương Dương nhiều như vậy thì tính sao đây? Kiều Trấn Lương mở to mắt, con gái, con đang nói linh tinh gì thế, cha nhận hối lộ của hắn lúc nào? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh cả đời của cha bị con hủy đi đó. Kiều Mộng Viện gióng giạc nói, cha xin bao nhiêu bức tranh chữ của hắn? Một bức tranh chữ của Trương Dương bán được bao nhiêu tiền? Hà Trường An bỏ 200 vạn ra mua bức mãn giang hồng của hắn, có phải là có chuyện này không? Trên tay cha có bao nhiêu bức, tính thử đi." Kiều Trấn Lương cười khổ nói cười khổ nói, "Con gái à, cái này, cái này sao có thể đánh đồng được?" Kiều Mộng Viện nói, "Cha, con biết cha trước giờ ân oán phân minh, lần này cha coi như trả hắn nhân tình, bỏ qua cho hắn đi." Kiều Trấn Lương thầm than trong lòng, chẳng trách người ta nói con gái hướng ngoại, con gái luôn luôn nhu thuận vì Trương Dương không ngờ lại đi đòi nợ với mình. Kiều Trấn Lương nhéo nhéo mặt con gái, "Ăn cơm đi." Kiều Mộng Viện thấy cha vẫn không chịu đáp ứng tha cho Trương Dương, biết có cầu nữa cũng vô cùng, mỉm môi nói con không ăn. Kiều Trấn Lương cười nói, thật sự muốn đánh với cha tới cùng à. Kiều Mộng Viện nói, con bất mãn đối với cách làm của cha, con ra ngoài. Kiều Trấn Lương ngạc nhiên nói, con bắt cha ở nhà ăn cơm một mình à. Kiều Mộng Viện nói, cơm đã chuẩn bị xong rồi, cha ăn đi, con có hẹn ăn cơm với bạn. Kiều Trấn Lương nói, có phải hẹn với Trương Dương không? Kiều Mộng viện không nói gì, mặc áo khoác vẫy tay với cha rồi đi ra cửa. Kiều Trấn Lương nhìn bóng dáng con gái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện trên chính trị quả thực không thể xen lẫn bất kỳ thành phần tình cảm nào, nếu bình tĩnh mà xét, so với trách nhiệm quản lý của Đông Giang, sự kiện Trương Dương đánh người chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng Kiều Trấn Lương lại không thể làm như không thấy. Quan trường có quy tắc của quan trường, thân là người lãnh đạo cao nhất của Bình Hải, y phải duy hộ quy tắc này mà Trương Dương lại vừa hay thích nhất phá hoại quy tắc đó. Đã đến lúc cần phải gõ cho chàng thanh niên này một cái, Kiều Trấn Lương cho rằng cái gõ của mình không phải là chuyện gì xấu, dưới tình trạng trước mắt, gõ hắn một cái mới là tốt nhất, y trước tiên đánh Trương Dương một gậy, biết miệng những người khác, khiến người khác không còn gì để nói. Đây là một loại bảo hộ biến tướng đối với Trương Dương, đồng thời cũng thông qua chuyện này tỏ thái độ bất mãn của mình đối với ban lãnh đạo Nam Thích. Sự kiện ô nhiễm nước đã ẩm ý tới nước này, đối với bố cục chính trị trong tương lai của Kiều Trấn Lương là có ích chứ vô hại, phải có người gánh vác trách nhiệm về chuyện chính trị. Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính không nghi ngờ gì nữa sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này, tuy rằng chuyện này vẫn chưa đến mức tạo thành ảnh hưởng đối với vị trí thường ủy tỉnh của Y, nhưng đủ để ảnh hưởng đến việc vị trí phó tỉnh trưởng thường vụ sẽ lọt vào tay ai. Điều thật sự khiến Kiều Trấn Lương cảm thấy khốn nhiễu là biểu hiện vừa rồi của con gái. Mộng viện trước giờ luôn là một đứa con gái ngoan, không ngờ hôm nay vì Trương Dương mà thái độ khác thường, người ngoài cuộc thì sáng, người trong cuộc thì mê, Kiều Trấn Lương nhìn ra con gái là thật sự lo lắng cho Trương Dương, nhưng Kiều Trấn Lương có nghe nói về sinh hoạt tình cảm của Trương Dương, y tuy rằng rất hân thưởng Trương Dương, nhưng cũng không ủng hộ cảm tình quan của thằng ôn này, Kiều Trấn Lương lúc này không khỏi có chút đau đầu. Hạ bá đạt nghe nói lão bà thượng lị của Liêu Bác sinh bị bệnh, mua ít đồ dinh dưỡng tới bệnh viện thăm, thượng lị trước giờ vẫn bị bệnh tim, lần này bởi vì trượng phu đánh, hai ngày nay thấy ủy khuất thay cho nam nhân nhà mình, lo quá nên thượng hỏa, bệnh tim lại tái phát. Hạ bá đạt ở bệnh ngoài cửa phòng gặp Liêu Bác Sinh, nghe nói thượng lị đã nghỉ ngơi, y cũng không định vào, đưa đồ dinh dưỡng cho Liêu Bác Sinh, Liêu Bác Sinh cũng không chối từ, đưa đồ vào phòng bệnh rồi lại đi ra, nói với hạ bá đạt đi, tôi mời anh ăn cơm. Hạ bá đạt nói, hay là để tôi mời anh đi. Liêu bác sinh nói, anh từ Nam thích xa xôi tới, sao có thể để anh mời tôi được, đi thôi, ở ngư đầu vương đối diện tùy tiện ăn gì đó. Liêu bác sinh gọi một suất lẩu đầu cá, hạ bá đạt từ trong xe cầm bình ngũ lương dịch ra, mỉm cười nói, anh mời tôi ăn cơm, tôi mời anh uống rượu. Liêu bác sinh nói, lão bằng hiếu, việc gì phải phân rõ thế, anh từ xa tôi, tôi vốn nên mời anh mà. Hạ bá đạt nói, nghe nói em dâu bị bệnh, tôi tới đây để thăm. Liêu bác sinh nói, không cần giải thích, mục đích anh tới đây tôi hiểu rõ hạ bá đạt ngại quá liền bật cười đối mặt với loại lão tướng chính trị này như liêu bác sinh hắn y quả thực không nên vòng vo liêu bác sinh nhìn rất thấu hạ bá đạt nói hôm nay bí thư kiều gọi tôi đến mắng tôi một trận nói tôi quản giáo thuộc hạ không nghiêm quá mức nuông chiều tôi hôm nay tới tìm anh là để trực tiếp xin lỗi anh liêu bác sinh nói chúng ta là bằng hữu nhiều năm như vậy không cần phải nói những lời khách khí nói thật trong lòng tôi rất quất, một thằng nhóc con, ở trước mặt nhiều người như vậy tát tôi một cái, tôi thực sự là mất hết mặt mũi rồi. Hạ Bá Đạt An ủi y, Trương Dương chính là loại người như vậy đó, khi nổi nóng lên thì Thiên Vương lão tử cũng mặt kệ, có điều anh cũng đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Liêu Bác Sinh nói, trách nhiệm của chuyện ô nhiễm nước là của chúng tôi, hôm nay đã tìm được toàn bộ điểm rò rỉ rồi, cũng đã sửa xong, xí nghiệp của vườn công nghiệp đã được khởi công trở lại. Thật ra lúc trước chúng tôi nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến thu nhập kinh tế của Đông Giang, cũng sẽ không tạo thành tình trạng về sau, tôi cũng phải chịu trách nhiệm vì chuyện này." Hạ Bá Đạt nói, tỉnh lý sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Y đã ý thức được sự kiện ô nhiễm nước lần này sẽ không cứ vậy là xong, khẳng định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm vì chuyện lần này. Liêu Bác Sinh nói, "Lão Hạ à, chúng ta là bằng hữu nhiều năm như vậy, tôi cũng không gạt anh, tôi rất hối hận." chuyện lần này hoàn toàn không cần thiết phải ẩm ý như vậy. Tôi rất coi trọng vườn công nghiệp quốc tế, không ngờ không ngờ chuyện này lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Hơn nữa trong chuyện lần này tôi rất ích kỷ, không nghĩ đến lợi ích của thành thị huynh đệ. Hạ bá đạt cầm chén rượu lên, nói, bác sinh, tôi hôm nay đến cũng không phải là để nghe anh giải thích, thật ra tôi là muốn giải thích với anh. Liêu bác sinh cầm chén rượu lên chạm với y, hai người uống cạn chén này, rồi Liêu bác sinh hỏi, anh hiểu Trương Dương không? Chương 677, tránh được một kiếp. Hạ Bá đạt ngây ra một thoáng, y vốn cho rằng mình rất hiểu Trương Dương, nhưng theo tiếp xúc sâu hơn, y phát hiện mình càng lúc càng không hiểu thằng nhóc con này, thằng ôn này ở ngoài mặt thì là một tên quan mê, một lòng muốn lên cao, nhưng rất nhiều hành vi của hắn lại không phù hợp, mượn chuyện lần này mà nói, Trương Dương trên chính trị đã phạm vào một sai lầm cấp thấp, nếu chuyện này phát sinh ở trên người người khác, chỉ sợ sẽ tiêu tùng tiền đồ chính trị về sau liêu bác sinh nói tôi đặc biệt tìm hiểu một chút về hắn lão hạ tôi không biết mục đích các anh phái một chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao đến đông giang là gì nhưng tôi nhìn thấy kết quả rồi kết quả là càng làm càng lớn ầm ý tới tận thi lý tỉnh lý hạ bá đạt nói bí thư kiều đã tỏ thái độ lần này nhất định phải xử lý nghiêm túc trương dương liêu bác sinh lạnh lùng cười nói ai cho trương dương lá gan lớn như vậy bảo hắn tạo ra phong ba lớn như vậy và ai trong cơn phong ba này phải chịu tổn thất lớn nhất? Ai là người chân chính được lợi trong trận phong ba này? Hạ Bá Đạt hơi ngẩn ra, hắn nhíu mày, những lời này của Liêu Bác Sinh đã nhắc nhở y. Liêu Bác Sinh nói, ô nhiễm nước phát triển cho đến bây giờ đã không còn là sự kiện bảo vệ môi trường đơn thuần nữa, mà là đẩy khu vườn công nghiệp quốc tế về phía tiêu điểm chú ý của công chúng, tiếp theo đó là toàn diện chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế, là phủ định toàn bộ khu vườn công nghiệp quốc tế, lão hạ lúc trước khi vườn công nghiệp quốc tế thành lập anh còn ở tỉnh ủy anh chắc biết những người như chúng ta vì vườn công nghiệp quốc tế đã phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng khu vườn công nghiệp quốc tế có thể có quy mô như hôm nay là ngưng tụ tâm huyết của bao nhiêu người liêu bác sinh tạm dừng một chút rồi nói không ai nguyện ý nhìn thấy sự nỗ lực và phấn đấu của mình bị người khác phủ định anh có thể hiểu được tôi không hạ bá đạt yên lặng gật đầu liêu bác sinh nói tôi đã nghĩ chuyện quá đơn giản lúc ban đầu Tôi cho rằng Trương Dương tới làm ầm lên chỉ là vì sông Thoan bị ô nhiễm, nhưng hiện tại tôi cuối cùng cũng phát hiện không phải là như vậy, sau lưng hắn khẳng định có người thúc đẩy, thông qua sự kiện ô nhiễm nước lần này hấp dẫn tầm mắt của công chúng đến vấn đề vườn công nghiệp quốc tế. Hạ Bá Đạt vẫn không nói gì, nhưng trong lòng đã công nhận quan điểm của Lưu Bác Sinh. Thật ra Trương Dương đến Đông Giang vốn không sứ mệnh phức tạp như vậy, nhưng dưới sự phân tích đám lão thủ chính trị này, chuyện này trở nên càng lúc càng phức tạp mà Trương Dương cũng thành người chấp hành chủ yếu trong âm mưu chính trị này. Liêu Bác Sinh nói, khi xích bích chi chiến, Chu Du đánh Hoàng Cái, cái đó gọi là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn. Hạ Bá Đạt nói, khổ nhục kế. Liêu Bác Sinh nói, Bí Thư Kiều ra mặt đánh Trương Dương, còn có An Hy dám nhắc tới vấn đề truy cứu Trương Dương đánh tôi nữa không? Hạ Bá Đạt lắc đầu. Liêu Bác Sinh lại nói, tôi ở trong thể chế lăn lộn nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà chưa từng gặp, có tình huống gì mà chưa trải qua, một cái tát này của Trương Dương đã đánh cho tôi tỉnh ra, không phải hắn muốn đánh tôi, là có người bảo hắn đánh tôi. Hạ bá đạt thở dài, liều bác sinh tuy rằng chưa nói người này là ai, nhưng hạ bá đạt đã đoán được là Kiều Trấn Lương, hai lão thủ chính chỉ cọ sát nhau, bọn họ đều là người luận âm mưu, chuyện này dưới sự thôi diễn của họ, kéo tơ đẩy kén dần dần tiếp cận chân tướng, có điều bọn họ có một điểm tính sai rồi. Sau lưng Trương Dương không hề có bất kỳ ai sai khiến. Liêu Bác Sinh nói, cũng sắp tổ chức đại hội đảng rồi, ban lãnh đạo mới của Bình Hải sẽ ra sân khấu, vào những lúc như thế này mà làm lớn chuyện này, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với một số người. Hạ Bá Đạt nói khẽ tôi nghe nói rất nhiều ý kiến muốn để Bí thư Lương tiếp nhiệm chức phó tỉnh trưởng thường vụ. Liêu Bác Sinh nói, Bí thư Lương và Phó thủ tướng Văn trước giờ đi lại rất gần. Hạ Bá Đạt nói, quan hệ của tỉnh trưởng Tống và Phó thủ tướng Văn cũng rất tốt liêu bác sinh thở dài nói đây chính là chỗ mà tôi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu vì sao lần này người lên tiếng phản đối vườn công nghiệp quốc tế mãnh liệt nhất lại là hắn bí thư lương rơi vào thế bị động đối với hắn thì có lợi ích gì hạ bá đạt nói tâm tư của cao tầng chúng ta nhìn không thấu đâu nếu đoán không ra thì tốt nhất đừng đoán nữa liêu bác sinh nói cho nên trong sự kiện ô nhiễm nước lần này người chịu tổn thất lớn nhất không phải là tôi trương dương đã từ chỗ lưu diễm hồng biết được Lần này mình bị ghi tội hành chính, có lẽ bởi vì do trước đó đã tìm cô ta nói chuyện. Trương Dương đối với điều này đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ghi tội hành chính thật sự là hơi nặng. Lưu Diễm hùng đối với chuyện này cũng không có biểu hiện gì, chỉ bảo là sẽ giúp hắn tranh thủ, xem xem có thể xử lý nhẹ hơn hay không. Trương Dương ngoài miệng nói không sao, cấp trên xử lý như thế nào hắn cũng hận, nhưng trong lòng vẫn rất không thoải mái. Hắn cho rằng mình không sai, người chân chính phạm sai lầm là người quản lý dẫn tới nước bị ô nhiễm. Kiều Trấn Lương sở dĩ muốn xử lý hắn, không phải bởi vì hắn đã làm sai chuyện, mà là vì hắn làm trái với quy tắc quan trường. Cố Doãn Chi nói đúng, hắn chính là làm đứa bé xui xẻo. Trương Dương trong lúc vô ý đi qua quán bar Munich 1860, khi đi qua, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào, ngồi đúng vị trí mà hắn đã từng ngồi với cố giai đồng, một mình gọi một cốc bia đen, yên lặng thưởng thức, nhớ lại, có người từng nói với hắn thế này, khi ở một mình luôn thích nhớ lại quá khứ, chứng tỏ hắn đã dần dần già rồi. Trương Dương nghe ra điệp trầm thấp của kèn saxophone, giống như nhìn thấy cố giai Đồng An vị ở trước mắt, đang mỉm cười nhìn hắn, Trương Dương bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ. Nếu mình không đứng trong quan trường, bi kịch của giai đồng liệu có xảy ra hay không? Kiều Mộng viện lại gọi điện thoại tới, hai ngày nay cô ta rất chủ động, nguyên nhân là chân chính là bởi vì quá quan tâm tới Trương Dương. Trương Dương nói cho cô ta biết vị trí hiện tại của mình. Không lâu sau, Kiều Mộng Viện đi tới đây. Đèn trong quán bar rất tối, Kiều Mộng Viện khó khăn lắm mới tìm được vị trí của Trương Dương, nhìn thấy hắn ngồi trong trốn ở góc phòng, đang cầm cốc bia đăm chiêu suy nghĩ. Kiều Mộng Viện lặng lẽ đi tới, ngồi xuống trước mặt Trương Dương. Trương Dương đã nhận ra sự có mặt của cô ta, mỉm cười chào tới rồi à. Kiều Mộng Viện nói, một mình trốn đi uống rượu giải sầu, rất dễ uống say đó. Trương Dương nói, không phải uống rượu giải sầu, chỉ ngẫu nhiên đi qua đây, nhớ tới một số chuyện trong quá khứ mà thôi. Kiều Mộng Viện chớp chớp mắt, có chút hiếu kỳ, nhưng lại ngại không dám hỏi. Trương Dương nói khẽ trước đây tôi và Giai Đồng đã tới nơi này vài lần, hôm nay lại đi qua đây, cho nên. Kiều Mộng Viện trước đây của không biết rõ lắm về tình cảm giữa Trương Dương và Cố Giai Đồng, chỉ là sau khi Cố Giai Đồng mất, cô ta mới nghe nói tới tình cảm giữa bọn họ, Kiều Mộng Viện nói khẽ quá khứ đã qua rồi, con người ta không thể vĩnh viễn sống trong hồi ức được. Trương Dương mỉm cười, có người cũng nói với tôi như vậy. Kiều Mộng Viện cũng cười, chứng tỏ mọi người đều nhìn ra vấn đề của anh. Trương Dương nói, uống gì? Kiều Mộng Viện nói, nước chanh đi, tôi tới đây chỉ muốn nhìn anh một chút. Trương Dương nói, tôi phát hiện cô hai ngày nay rất quan tâm tới tôi. Kiều Mộng Viện nghe vậy vừa có chút thẹn thùng lại vừa có chút ủy khuất, chẳng lẽ hắn cho rằng mình chỉ trong hai ngày nay quan tâm tới hắn thôi sao kiều mộng viện nói bởi vì chúng ta là bằng hiếu khi anh trong công tác bị vấp ngã cùng anh nói chuyện khuyên anh một chút tôi sợ anh nhất thời nghĩ không thông trương dương cười nói cô sợ tôi tự sát à kiều mộng viện mỉm cười lắc đầu anh sẽ không làm vậy đâu trương dương chậm rãi đặt cốc bia xuống búng tay với bồi bàn ý bảo hắn cho thêm một cốc nữa Kiều Mộng Viện nói, anh trước giờ vẫn luôn kiên cường, theo tôi thấy anh sẽ không dễ dàng sụp đổ đâu. Trương Dương nói, cảm ơn cô. Kiều Mộng Viện cười nói, cảm ơn cái gì, tôi có giúp anh được gì đâu. Khi người ta thất ý có người nói chuyện cùng đã là đáng quý lắm rồi. Người sống trên đời luôn gặp bất ngờ, cho dù là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương cũng không ngoại lệ, ngay khi y đang thỏa thuê mãn nguyện tiến hành cải cách đối với chính đàn Bình Hải thì người nhà ở kinh thành gọi điện thoại tới lại là bệnh liệt mặt của cha y tái phát, bảo y tìm Trương Dương tới chữa bệnh. Nếu là trước đây thì đây chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng Kiều Trấn Lương vừa mới hạ lệnh bảo ủy ban kỷ luật nghiêm túc xử lý Trương Dương vì chuyện làm trái kỷ luật lần này, vừa dơ gậy ra đánh người ta, lúc này lại cầu người ta, cho dù là lão Kiều cũng phải thấy ngại. Người đầu tiên mà Kiều Trấn Lương nghĩ đến chính là con gái, khi y tìm được con gái thì Kiều Mộng Viện đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tới kinh thành thăm ông nội. Kiều Mộng Viện rõ ràng vẫn đang giận cha, dùng sức kéo khóa vali, tay còn đang rất khoa trương đập mạnh vào viêu ly một cái. Kiều Trấn Lương cười bồi đi vào, con gái, định tới kinh thành thăm ông nội à? Vâng, còn cha. Kiều Trấn Lương nói, cha mấy hôm nay bận quá, con thay cha chiếu cố ông nội nhé, đợi chuyện trong tay xong rồi cha lập tức sẽ về. Kiều Mộng Viện gật đầu, biết cha không có thời gian mà. Kiều Trấn Lương ngồi xuống giường con gái, này, con định đi một mình à?" Kiều Mộng Viện nói, "Cha không có thời gian, anh con thì bận, con chỉ đành đi một mình thôi." Cô ta đương nhiên hiểu rõ ý cha, chỉ là cố ý nói vậy. Kiều Trấn Lương nói, "Ừ, bệnh liệt mặt của ông nội con lại tái phát." Kiều Mộng Viện nói, "Con biết rồi." Kiều Trấn Lương lại nói, "Lần trước là Trương Dương giúp ông ấy chữa khỏi." Kiều Mộng Viện nói, "Đúng vậy." Kiều Trấn Lương cười nói, "Vậy mời hắn tới kinh thành một chuyến." khám bệnh cho ông nội con. Kiều Mộng Viện nói, cha muốn mời hắn thì cha tự đi mà mời, nói sao con cũng không đi. Kiều Trấn Lương đối với thái độ cứng rắn của con gái cũng đã sớm đoán được rồi, y cười bồi nói, con gái, con không quan tâm tới ông nội à. Kiều Mộng Viện nói, con không cho vậy được, phía cha thì dơ cao gậy lên rồi, muốn xử phạt Trương Dương, còn xử phạt ghi tội hắn, hiện tại lại muốn cầu người ta đi khám bệnh cho ông nội, cha cảm thấy người ta không tự trọng như vậy à, tuy hắn chức quan nhỏ, cũng không thể để mặc cho chúng ta chỉ đâu làm đó, tính khí của hắn thì cha cũng không phải là không biết, con không đi đâu, con không hơi đâu tự dưng chạm phải đinh. Kiều Trấn Lương cười ha ha, nói con gái à, Trương Dương đúng là không tồi, cậu ấy không nhỏ nhen vậy đâu. Cha hiểu hắn như vậy thì cha sao không đi tìm hắn. Cha là bí thư tỉnh ủy, chỉ cần cha nói một cậu, hắn không dám không đi đâu. Kiều Trấn Lương nghẹn lời, một lát sau mới nổi, cha đi không tiện mà. Kiều mộng viện sách vali lên, con không đi, con nếu thật sự đi, người ta sẽ nhìn con như thế nào. Khi cần dùng thì đẩy người ta lên trước, khi không cần thì lại kéo người ta ra sau, trên thế giới này đâu chỉ có mình hắn là bác sĩ, danh y tới khám bệnh cho ông nội nhiều lắm mà. Kiều Trấn Lương là nhân vật nào chứ, y đương nhiên biết những lời này của con gái đều là nói cho mình, y thở dài cầm lấy cầm lấy điện thoại, ở trước mặt Kiều Mộng Viện gọi cho bí thư ủy ban kỷ luật Tăng Lai Châu, Lão Tăng Hà, chuyện của Trương Dương tôi ngẫm lại thấy là người trẻ tuổi thôi hà, vẫn nên cho anh ta một cơ hội, không thể bởi vì sai lầm nhỏ lần này mà phủ định thành tích công tác của anh ta, tôi thấy xử phạt lần này đừng nghiêm khắc quá. Tăng Lai Châu nhận được điện thoại, cả người ngây ra, bên này vừa lòng xong giấy thông báo xử phạt ghi tội Trương Dương, sao bí thư Kiều đột nhiên lại thay đổi. Tâm tư của lãnh đạo đúng là khó đoán, so với thời tiết tháng 6 còn thay đổi nhanh hơn. Tăng Lai Châu dập máy, lập tức gọi điện thoại cho LDG, tiểu lưu à, quyết định xử phạt ghi tội hành chính Trương Dương cô đã phát xuống chưa? Lưu Diễm Hồng nói, đang chuẩn bị phát xuống đây, bí thư tăng, ngài sao gấp vậy? Cô ta rõ ràng hiểu lầm ý của tăng Lai Châu. Tăng Lai Châu nói, tôi nghĩ lại rồi, Trương Dương còn trẻ, xử phạt ghi tội cho hắn thì có chút nghiêm trọng quá, sẽ ảnh hưởng tới sĩ đồ về sau của hắn. Thế này đi, cô trước tiên đừng gửi vội, tôi đi tìm bí thư Kiều nói chuyện, xem xem chuyện này có chuyển cơ hay không. Y không nói Kiều Trấn Lương đã định buông tha cho Trương Dương, là muốn thông qua lưu diễm hồng bán cho Trương Dương một cái nhân tình, đám lão thủ chính trị này đều rất trọng thị rất trọng thị chi tiết, những chuyện bé xíu không đáng kể họ cũng muốn lợi dụng. Lưu Diễm Hồng vừa nghe đã biết chuyện này khẳng định có biến hóa, không cần hỏi cũng biết là chuyện biến có lợi cho Trương Dương, cô ta cố nén sự kinh hỉ trong lòng, nói, được, tôi lập tức ném quyết định đi. Tăng Lai Châu nói, xử phạt không phải là mục đích, thật ra mấu chốt là để anh ta nhận thức được sai lầm, sửa chữa sai lầm, được rồi, chuyện này tạm thời để đó đi. Kiều Mộng Viện nghe thấy cha ở trước mặt mình gọi điện thoại, rốt cuộc không nén được vui sướng trong lòng, cắn môi để không cười ra tiếng, Kiều Trấn Lương nhìn thấy thần thái của con gái như vậy, trong lòng thầm thở dài, nhà đầu kia vì thằng ôn Trương Dương mà ra thế này, Thật ra có xử phạt Trương Dương hay không cũng chỉ ở trong một câu nói của y, Kiều Trấn Lương lần này muốn xử lý Trương Dương cũng chỉ là để chặn họng người khác, nhưng không ngờ phản ứng của con gái lại mãnh liệt như vậy. Kiều Trấn Lương thật sự là rất bất đắc dĩ, y mặc dù ở mặc dù ở Bình Hải nói 102, nhưng đối với đứa con gái bảo bối này thật sự là bất lực, nhớ tới cách làm hiện tại của mình, quả thực có chút lấy việc công làm việc tư, nếu không phải vì chữa bệnh cho cha, y lần này khẳng định sẽ kiên trì xử lý Trương Dương. Kiều Trấn Lương không khỏi nhớ tới pháp lý không ngoài nhân tình, xem ra bốn chữ thiết diện vô tư này chẳng ai làm được cả. Trương Dương đã chuẩn bị nhận xử phạt, lại không ngờ chuyện đột nhiên xuất hiện chuyển cơ, Kiều Trấn Lương không ngờ vào thời khắc cuối cùng buông tham mình, nghĩ tới nguyên nhân phía sau chuyện này, Trương Dương không hề cảm thấy may mắn, nhưng bởi vì chuyện này đã nảy sinh một cách nhìn đối với Kiều Trấn Lương. Thì ra một gậy này của Kiều Trấn Lương đối với mình vẫn là đánh cũng được mà không đánh cũng được, không phải như trong tưởng tượng của hắn, đánh hắn là để bảo vệ hắn. Lão Kiều lúc trước muốn xử lý mình là xuất phát từ mục đích chính trị, hiện tại buông tha mình chính là vì bệnh tình của lão ra từ nhà y. Nếu Kiều Trấn Lương kiên trì xử lý Trương Dương, ngược lại sẽ không khiến Trương Dương sinh ra nhiều suy nghĩ như vậy, Trương Dương cũng sẽ không bởi vì Kiều Trấn Lương xử lý mình mà cự tuyệt chưa bệnh cho Kiều Lão, chuyện trên đời luôn tràn ngập mâu thuẫn. Có điều Trương Dương nhìn ra được sự cố gắng của Kiều Mộng Viện trong khoảng thời gian này, cho nên y không nói ra nửa câu oán hận, Ngoài mặt vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Kiều Mộng Viện lái xe Jeep Cadillac của cô ta tới khách sạn đón Trương Dương, Trương Dương cũng không có hành lý gì, sau khi lên xe liền ngồi ở ghế phụ tàu hỏa hay máy bay. Kiều Mộng Viện nói, lái xe ô tô. Trương Dương ngây ra một thoáng, nói, bệnh tình của Kiều lão không phải rất gấp ư? Kiều Mộng Viện nói, tàu hỏa không nhanh bằng lái xe, chuyến bay có thể mua được thì thời gian đến kinh thành cũng bằng lái xe. Trương Dương cười nói, tốt lắm, vậy thì lái xe, cô nói trước đi, tôi nghỉ ngơi một lát rồi thay phiên. Kiều Mộng Viện gật đầu. Trương Dương không hề nghỉ ngơi, trên đường trước tiên gọi điện thoại cho Phó Thị trưởng Thường vụ thành phố Nam Tích Cung Kỳ Vĩ, tuy rằng lần này thoát khỏi xử phạt, nhưng hắn tới Kinh Thành chắc cũng mất vài ngày, muốn đi đâu thì cũng phải nói với lãnh đạo thượng cấp một tiếng, Cung Kỳ Vĩ nghe nói là Kiều Lão tuyên triệu, đương nhiên sẽ không nói gì, chỉ dặn dò Trương Dương, tới kinh thành trăm ngàn lần đừng gây ra phiền phức gì. Trương Dương tắt điện thoại mà không nhịn được cười, xem ra mình ở trong mắt mọi người chính là một kẻ chuyên gây họa. Trương Dương còn có một việc rất quan trọng cần giải quyết, Isoria sau khi phẫu thuật vẫn tính dưỡng ở Nam Thích, hắn sau khi từ nước Mỹ trở về vẫn chưa tới thăm cô ta, tính toán tiến trình khang phục thì đã cần hắn kê thêm thuốc rồi, trước khi hắn tới Đông Giang đã viết xong phương thuốc, lại gọi điện thoại cho Thường Hải Tâm, bảo Thường Hải Tâm bớt chút thời gian đi đưa phương thuốc cho cô ta. Sau khi dặn do xong các việc, Kiều Mộng Viện đã lái xe ra khỏi Đông Giang. Trương Dương nhìn đồng hồ, 10 rưỡi sáng, nếu tất cả thuận lợi, buổi tối có thể đến Kinh Thành. Kiều Mộng Viện lái không nhanh, từ vẻ mặt của của cô ta trông thấy, cô ta không quá khẩn trương vì chuyện ông nội bị bệnh. Trương Dương nói, hay là để tôi lái xe cho tới kinh thành sớm một chút cũng sớm giúp kiều lão giải trừ đau đớn kiều mộng viện nói không cần đâu hai ngày nay anh mệt rồi nghỉ ngơi một chút đi dù sao trên đường cũng có bắn tốc độ tôi không mệt đợi lát nữa tôi mệt rồi anh lại thay tôi trương dương gật đầu hai ngày nay vì chuyện nước bị ô nhiễm hắn đúng là đã hao phí không ít tinh lực hắn ngả ghế xuống nói vậy tôi chợp mắt một lát kiều mộng viện nói ghế sao có áo khoác của tôi đấy anh lấy mà đắp cẩn thận không bị lạnh. Trương Dương đắp áo khoác của Kiều Mộng Viện lên người, cảm thấy mùi hương cơ thể của Kiều Mộng Viện ùa vào mũi, hắn nhắm mắt lại, rất thích chí nói một câu, thơm quá. Kiều Mộng Viện có chút đoán trách lườm hắn một cái, mặt bất giác đỏ lên. Trương Dương lần này ngủ rất sâu, khi tỉnh lại thì đã ra khỏi Bình Hải, tiến vào cảnh nội tỉnh Đông Sơn, hắn cũng không ngờ mình ngủ lâu như vậy, đã ngủ mất nửa lộ trình rồi, ngáp một cái, vươn người cho đỡ mỏi rồi nói, tôi ngủ lâu như vậy mà sao cô không gọi tôi. Kiều Mộng Viện cười nói, thấy anh ngủ ngon như vậy, không đành lòng đánh thức anh. Trương Dương nói, tìm chỗ nào ăn cơm đi, đói bụng rồi. Kiều Mộng Viện nhìn biển chỉ đường ở phía trước, đi thêm 20 km nữa là có khu phục vụ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó. Trương Dương đối với trạm nghỉ ngơi trên đường cao tốc trước giờ không có ấn tượng tốt gì, đồ ăn ở đó vừa khó ăn lại vừa đắt, nhưng Kiều Mộng Viện lần này đi vội, cũng không chuẩn bị đầy đủ. Hai người trong siêu thị khu phục vụ trên đường tốc mua hai hộp mì, định đơn giản ăn cho no bụng rồi đi. Trương Dương trong lòng vô tình nhìn thấy trên quầy bán đặc sản địa phương có ảnh hà hâm nhan, vì thế nhìn thêm một cái, lại thấy bên trên viết đông sơn hổ tiên hoàn, tráng nam nhân hùng phong. Trương đại quan nhân bất giác có chút buồn bực, hà hâm nhan từ lúc nào lại đi quảng cáo cho thuốc tráng Dương vậy. Thế này không phải là làm xanh hóa đầu óc sao? hắn bước tới, hỏi giá mới biết một hộp là 168 đồng, nói là nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe của thành phố Lâm Lang tỉnh Đông Sơn sản xuất, thằng ôn bán đồ quảng cáo thứ này rất nhiệt tình, anh á, thuốc này tốt lắm, đảm bảo anh dùng một lần muốn hai lần, dùng hai lần muốn ba lần, đàn bà dùng thứ này thì mãi mãi xinh đẹp, đàn ông dùng thì kim thương không ngã. Trương Dương nói, cái này mà cũng là đặc sản địa phương à. Thằng ôn đó tuyết miệng nói, đúng vậy, tỉnh Đông Sơn chúng tôi có ai mà không biết tới Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn. Nhìn thấy không, đại minh tinh đó, xinh đẹp như vậy mà cũng dùng Hổ Tiên Hoàn của chúng tôi. Anh cứ mua mấy hộp đi, đảo bảo giúp anh tính phúc thường tại, không chừng cũng có thể tìm được bạn gái xinh đẹp, hắc hắc, chỉ cần dùng Hổ Tiên Hoàn của Đông Sơn chúng tôi, đảm bảo anh sẽ thích. Vì những lời này, Trương Dương nên đánh cho gã một trận, nhưng Trương Dương cuối cùng vẫn nhịn được, nói khẽ cho tôi một hộp. Trương đại quan nhân trong lòng rất không thoải mái, Hà Hâm Nhan làm quảng cáo cũng nên có giới hạn chứ. Hắn cầm một hộp hổ tiên hoàn trở lại bên cạnh Kiều Mộng Việt, Kiều Mộng Việt nhìn thấy thứ trên tay hắn, mặt bất giác có chút nóng lên, trong lòng trách hắn mua mấy thứ này làm gì. Trương Dương cất hộp hổ tiên hoàn đó đi, cũng không giải thích với Kiều Mộng Việt, Kiều Mộng Việt đương nhiên cũng không tiện hỏi. Hai người sau khi ăn mì, tiếp tục đi, tốc độ lái xe của Trương Dương rõ ràng so với Kiều Mộng Việt thì nhanh hơn rất nhiều, khi tiến vào cảnh nội kinh thành, Kiều Mộng Viện nhìn hắn một cái, nói khẽ Trương Dương, nếu tôi lừa anh, anh có tức giận không? Trương Dương cười nói, nói ra nghe thử đi. Kiều Mộng Viện cắn cắn môi, nói thật ra, thật ra ông nội của tôi không sao cả. Trương Dương ngây ra một thoáng, rậm phanh, ngạc nhiên nhìn Kiều Mộng Viện, không sao cả ư. Kiều Mộng Viện gật đầu nói, tôi nghe nói cha tôi muốn xử phạt anh, cho nên muốn nhờ ông nội tôi giúp, thế là ông nội tôi nghĩ ra cái này. Trương Dương lúc này chỉ biết cười khổ, thì ra là Kiều Mộng Viện và ông nội cô ta liên thủ diễn trò, có điều cười khổ thì cười khổ, trong lòng Trương Dương đối với hành động này của Kiều Mộng Viện vẫn rất cảm động. Kiều Mộng Viện sở dĩ làm như vậy tất cả đều là để giúp hắn không bị xử phạt, Kiều Trấn Lương bởi vì muốn cầu mình khám bệnh cho Kiều lão, đương nhiên không tiện đánh mình một gậy. Trương Dương nói: "Vì sao giờ mới nói cho tôi biết?" Kiều Mộng Viện nói: "Tôi thấy anh gần đây tâm tình không tốt, không dám nói rõ với anh quá sớm." lại sợ anh sau khi biết chân tướng lại không muốn tới kinh thành, như vậy cha tôi chẳng phải là biết tôi và ông nội liên thủ lừa ông ấy ư. Trương Dương bật cười, hắn có chút cảm động nói cảm ơn. Kiều Mộng Viện nói, không cần cảm ơn tôi, là ông nội của tôi dạy tôi làm như vậy. Trương Dương cười nói, không ngờ Kiều Lão lại có một mặt vui tính như vậy. Kiều Lão đã không có việc gì, hắn tất nhiên cũng không cần phải tới nhà Kiều ra. Trương Dương nói, thời gian đã không còn sớm, tôi tối nay sẽ không đi gặp kiều lão để tránh làm phiền người nhà cô kiều mộng viện nói không sao đâu tôi có thể an bài chỗ ở cho anh trương dương lắc đầu nói thế này đi tối nay tôi tới ban chú kinh tỉnh nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai tôi sẽ tới bái phòng kiều lão kiều mộng viện thấy trương dương kiên trì như vậy chỉ đành gật đầu trương dương xuống xe trước cửa ban chú kinh tỉnh nhìn kiều mộng viện lái xe đi xa mới xoay người đi vào khách sạn thanh gian Chủ nhiệm ban chú kinh Bình Hải Quách Thụy Dương và Trương Dương quan hệ không tồi, có điều Quách Thụy Dương mấy ngày nay cũng vừa hay về Bình Hải báo cáo công tác, người chủ trì công tác ở đây là phó chủ nhiệm Hồng Vệ Đông, Trương Dương và Hồng Vệ Đông không giao tiếp nhiều, khi hắn ở ban chú kinh Xuân Dương, Hồng Vệ Đông còn chưa tới kinh thành. Bản thân Trương Dương cũng không muốn dẫn tới sự chú ý của nhiều người, sau khi đăng ký ngủ lại, hắn đầu tiên gọi điện thoại cho Hình Chiêu Huy, sau khi nước Mỹ trở về, vẫn chưa gặp Hình Chiêu Huy trong thời gian này cũng có gọi vài cú điện thoại, nhưng hình chiêu huy cũng không nhắc tới bất kỳ chuyện gì về nước Mỹ. Hình chiêu huy nghe nói hắn đã tới Kinh Thành, hỏi địa điểm hiện tại của hắn, nửa giờ sau tới phòng Trương Dương. Trương Dương cười cười mời hình chiêu huy vào phòng, hình chiêu huy nói, không vào đâu, sẽ ở bên dưới chờ cậu, tôi mời cậu đi ăn cơm. Trương Dương cũng không hỏi nhiều, mặc áo ngoài vào rồi cùng y bước ra ngoài. Ngoài cửa một chiếc Toyota đã đỗ ở đó, người lái xe là triệu quân người lãnh đạo trực tiếp của trương dương ở quốc an có điều hiện tại trương dương hiện tại rất nhàn rỗi quốc an gần đây không có nhiệm vụ quan trọng gì giao cho hắn ngược lại phiền toái mà trương dương mang tới cho quốc an thì khá nhiều khi hắn ở nước mỹ tuy rằng quốc an không công khai tương trợ nhưng nếu không phải hình chiêu huy bảo đường sơn giúp cho hắn trương dương khẳng định sẽ không thuận lợi tìm được chú lê như vậy từ đó mà đào được hải sắt phu nhân ra trương dương lên xe jeep hình chiêu huy ném cho một cái mũ trùm đầu màu đen, tự đội vào đi. Trương Dương không khỏi thở dài, nói tưởng anh định mời tôi ăn cơm, không ngờ là loại đãi ngộ này. Hình chiêu huy nói, đưa cậu tới một địa phương bí mật, dựa theo quy định không thể cho cậu biết lộ tuyến. Cơ cơm ăn không? Chẳng những có cơm ăn mà còn có rượu uống. Anh không phải muốn hại tôi chứ? Hình chiêu huy mỉm cười một tiếng rồi nói, cái đó thì chưa biết được. Trương Dương đối với hình chiêu huy trước giờ luôn rất tín nhiệm, hắn chùm mũ vào, đi được hơn 20 phút thì hình chiêu huy nói, được rồi đấy. Trương Dương bỏ mũ chùm đầu xuống, theo hình chiêu huy xuống xe, lại phát hiện đang ở trong một hầm trú ẩn, phía trước nơi có ánh đèn không ngờ lại là một sân ga nho nhỏ, trước sân ga đó một chiếc xe điện đường sắt đơn tuyến, Trương Dương không nhịn được nói căn cứ bí mật à. Triệu quân nói, cậu hỏi ít đi thì cũng không ai nói cậu câm đâu. Trương Dương cùng hình chiêu huy vẫn ngồi ở ghế sau, xe điện dọa theo quỹ đạo chậm rãi đi vào, cảm giác đi trong hầm trú ẩn cũng không tồi. Hình chiêu huy nói, sao tự dưng lại tới Kinh Thành? Họp! Hình chiêu huy cười nói, cậu mỗi lần đến Kinh Thành trên cơ bản đều là tị nạn chính trị, lần này chắc không phải là lại gây họa gì chứ. Trương Dương cũng không khỏi bật cười, xếp à, cũng chỉ có anh hiểu tôi. Xe điện đi chừng 2 em trong hầm trú ẩn thì dừng lại, Bọn họ đi theo hàng dọc, đây là một tòa kiến trúc được xây trong lòng núi, trước cửa có hai cảnh vệ áo đen đứng gác, Trương Dương Hiếu Kỳ nhìn bọn họ một cái. Hình Chiêu Huy nói, thu hồi lòng hiếu kỳ của cậu đi. Nơi này là một trong những căn cứ bí mật của chúng tôi đấy. Căn cứ vào biện pháp phòng vệ vô cùng nghiêm mật, sau khi đi qua ba cánh cửa mới tới được đại sảnh, Hình Chiêu Huy dẫn hắn vào nhà ăn, khiến Trương Dương bất ngờ là ở đây thật sự chuẩn bị một bàn tiệc. Nhiệt độ trong phòng rất cao, Trương Dương cởi áo ngoài ra, phát lên ghế, hình chiêu huy mời hắn ngồi xuống, triệu quân không hề đi cùng tới đây. Hình chiêu huy cầm chén rượu lên, nói tuy rằng hơi muộn một chút, nhưng vẫn phải chúc mừng cậu bình an từ nước Mỹ trở về. Trương Dương cầm chén rượu lên, nói không có gì đáng chúc mừng cả, tôi không phải là người chiến thắng. Khi nói những lời này, hắn không khỏi nhớ tới cố giai đồng, trong lòng cả mà thấy đau nhói. Hình chiêu huy uống cạn rượu trong chén, Nói khẽ chuyện ở nước Mỹ, tôi cũng rất xin lỗi, bởi vì liên quan tới FBI, nếu như quốc an của chúng tôi gia nhập quá nhiều, rất có khả năng sẽ phức tạp hóa sự kiện, dẫn tới tranh chấp không cần thiết. Trương Dương nói, tôi hiểu mà, tôi không trách anh, thật ra tôi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để trực tiếp nói lời cảm tạ với anh, nếu không phải anh giới thiệu Đường Sơn giúp tôi, tôi có thể sẽ phải ở lại nước Mỹ mà không về được. Hình Chiêu Huy thở dài nói, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu có chừng ấy. Y biết cái chết của Cố Gia Đồng đối với Trương Dương đã tạo thành đả kích cực lớn, cho nên không hề nhắc tới chuyện này, sợ lại khơi dậy nỗi đau trong lòng Trương Dương, y nói khẽ, "Đường Sơn trước đây từng là đặc công quốc an, về sau bởi vì phạm phải một sai lầm, suýt nữa bởi vậy mà toi mạng, tôi giúp hắn, hắn từ đó xóa được thân phận trước kia, biến mất khỏi nhân gian." Trương Dương nói, "Hắn đã giúp tôi rất nhiều." Hình Chiêu Huy nói, "Cậu lần này tới nước Mỹ, vừa xuống máy bay đã bị người ta gài bẫy." Tôi hoài nghi trong tổ chức có nội gián. Trương Dương lạnh lùng cười nói, "Không sao, tôi lần này gặp anh chính là muốn nói một tiếng cảm ơn anh. Tôi ở quốc an lâu như vậy rồi mà không thật sự giúp được gì, trước giờ luôn là các anh giúp tôi, tôi thì chỉ mang lại phiền phức cho các anh, loại người như tôi không thích hợp ở trong đội ngũ quang vinh của các anh." Chương 678, đội viên cứu hỏa. Hình Chiêu Huy cũng không có ý giữ hắn, tiếp tục nói, "Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều." lấy chuyến đi tới nước Mỹ này mà nói, nếu không có cậu, cũng sẽ không đào ra được một tập đoàn rửa tiền xuyên quốc gia lớn như vậy. Đám người vương quân giao, chú Lê này cấu kết với quan viên trong nước, đưa một khoản tham ô lớn ra nước ngoài, tạo thành tổn thất không thể đong đếm cho quốc gia. Trương Dương nói, vương quân giao đã chết, chú Lê cũng bị tôi giết, chuyện này đã được đánh một dấm chấm tròn rồi. Hình Chiêu Huy lại lắc đầu, y hỏi FBI vì sao ngay lập tức tìm được cậu, bọn họ vì sao luôn miệng nói cậu là nhân viên tình báo có người một mực theo dõi cậu trương dương nói cho dù có người theo dõi tôi thì người này nhất định là đến từ bên trong quốc ăn các anh hồ sơ của tôi không phải vẫn luôn được giữ bí mật sao vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài hình chiêu huy nói trong tổ chức con nội gian tôi hiện tại đang điều tra chuyện này trương dương nói việc này không liên quan gì tới tôi hình chiêu huy nói cậu có từng nghĩ một mình vương quân giao không làm được chuyện lớn như vậy, các mặt liên quan của tổ chức rửa tiền này nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, chú Lê đã chết, tất cả manh mối đều bị rứt đoạn, chúng ta đào ra được một bộ phận quan viên, nhưng những quan viên này chỉ giới hạn ở Nam Tích, quan viên trong nước thông qua đường dây rửa tiền này còn có rất nhiều. Trương Dương nói, đó là chuyện của cục chống tham nhũng. Hình Chiêu Huy lắc đầu, y lấy ra một tập giấy tờ đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhìn dấu hiệu cơ mật trong túi hồ sơ, Hắn lắc đầu nói, tôi đã định rời khỏi quốc an rồi, cho nên tốt nhất không nên đọc. Hình Chiêu Huy nói, cậu tốt nhất hãy đọc đi, có liên quan tới vương quân giao đó. Trương Dương hơi ngẩn ra, nghe thấy tên vương quân giao đã đủ để khiến hắn mở tập hồ sơ này ra rồi, hắn mở hồ sơ ra rồi tỉ mỉ đọc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, lửa giận từ bên trong mắt hắn phun ra. Hình Chiêu Huy nói khẽ căn cứ vào khám nghiệm ADN của chúng tôi cỗ thi thể phát hiện ở khách sạn quân duyến Nam Tích không phải là vương quân giao. Tin tức này giống như tiếng sấm vang bên tai Trương Dương, hắn lắc đầu nói, không thể nào, tôi đã tận mắt nhìn thấy cỗ thi thể đó, là cô ta, chính xác mà. Hình Chiêu Huy nói, tôi chỉ tin, khoa học, cậu chắc cũng từng nghe nói, vào thời đại chiến quốc Nhật Bản, có rất nhiều nhân vật kiêu hùng đều có ảnh võ sĩ, cũng chính là thế thân của bọn họ, căn cứ vào kết quả xét nghiệm ADN, tôi có thể kết luận, người chết đó không phải vương quân giao trương dương nắm chặt hai tay lại giận dữ hết sao có thể như vậy được trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ cho tới nay hắn đều cho rằng vương quân giao đã chết trong lòng hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều nhưng hiện thực vô tình mà hình chiêu huy hiện tại nói cho hắn biết khiến hắn cơ hồ trở nên điên cuồng thủ phạm hại chết giai đồng không ngờ lợi dụng kế kim tiền thoát xác mà qua được mặt mình người chết chỉ là một thế thân mà vương quân giao lúc này không biết đang tiêu diêu tử tại ở đâu Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù phải tìm tới chân trời, tôi cũng phải tìm được cô ta, tự tay giết chết cô ta. Hình Chiêu Huy nói, đoạn thời gian gần đây, tôi đã tiến hành điều tra nhiều mặt, nhưng không có bất kỳ tin tức gì về Vương Quân Giao, cô ta như bốc hơi khỏi nhân gian, cho nên, tôi hoài nghi Vương Quân Giao không phải là đại lão chân chính của tổ chức rửa tiền này, sau lưng cô ta có thể còn có người chỉ huy, lúc trước cô ta tự sát thân vong, tôi đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, chỉ cần cô ta chạy ra nước ngoài, là có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật, cô ta rõ ràng đã thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, vì sao còn phải lựa chọn cái chết. Cho tới nay Trương Dương vẫn chưa cân nhắc cẩn thận vấn đề này, hắn cắn chặt hai môi, cừu hận trong lòng rực cháy. Hình Chiêu Huy nói, các giải thích hợp lý duy nhất là, sau lưng cô ta còn có người chỉ huy, Vương Quân giao phải biến mất, bằng không cho dù chúng ta không đối phó cô ta thì cũng nhất định sẽ có người xuống tay với cô ta. Trương Dương nói, cô ta đang ở đâu? Hình chiêu huy lắc đầu, chuyện này không quan trọng, tôi hoài nghi bên trong chúng ta, vương quân giao, còn có nhân vật thần bí sau lưng vương quân giao, giữa bọn họ có đủ loại liên hệ, chúng ta phải moi ra được đầu mối này, diệt trừ khối u ác tính bên trong tổ chức, tìm ra vương quân giao cùng với nhân vật thần bí sau lưng cô ta. Hình chiêu huy móc bất lửa ra, đốt báo cáo en về vương quân giao, nói khẽ, bản báo cáo này chỉ có tôi và cậu biết, tin tức vương quân giao còn sống trên đời không thể tiết lộ ra ngoài, cô ta hy vọng tất cả mọi người đều cho rằng cô ta đã chết, và chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tương kế tự kế. Trương Dương nói, muốn tôi làm gì? Hình Chiêu Huy nói, bình tĩnh, điều cậu cần làm chính là phải bình tĩnh, cậu hận Vương Quân Giao, Vương Quân Giao cũng hận cậu, cậu muốn giết cô ta, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, tôi tin, chỉ cần bắn tiếng, cô ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp xuống tay với cậu, chờ khi cô ta ra tay, chúng ta sẽ có cơ hội. Trương Dương nói, cô ta đã hại chết Gia Đồng, tôi lo. Còn chưa nói hết, Hình Chiêu Huy đã hiểu ý của hắn. Hình Chiêu Huy nói, tôi cho rằng Vương Quân Giao sẽ không dễ dàng ra tay với người ở bên cạnh cậu. Nếu cô ta dở lại trò cũ, sẽ khiến cậu hoài nghi, từ đó mà liên tưởng tới cô ta. Cô ta khó khăn lắm mới dùng cái chết giả để tránh được một kiếp. Nếu ra tay, mục tiêu ra tay tất nhiên sẽ là cậu. Cô ta không dám mạo hiểm, cũng sẽ không kiên nhẫn được với cậu. Trương Dương gật đầu hình chiêu huy nói hiện tại cậu còn muốn rời khỏi tổ chức không trương dương nói tôi đang nghĩ có lẽ tôi có thể thử một đoạn thời gian hình chiêu huy lắc đầu nói từ hôm nay trở đi tôi sẽ xóa hết tất cả ghi chép về cậu tại quốc an gạch tên cậu khỏi quốc an tất cả hành vi của cậu đã không còn bất kỳ liên quan gì tới quốc an người liên hệ trực tiếp của cậu ở quốc an chỉ có tôi cũng có nghĩa là cậu về sau làm bất kỳ chuyện gì đều phải tự chịu trách nhiệm Trương Dương nói, hiểu rồi. Hình Chiêu Huy cầm chén rượu lên, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trương Dương, mục đích của tôi là tìm ra nội gian, trước khi chưa đạt được mục đích, cậu làm ra bất kỳ chuyện gì, quốc an đều không chịu trách nhiệm. Trương Dương cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tôi không cần bất kỳ ai chịu trách nhiệm cho tôi, tôi chính là tôi, bất kể người mà vương quân giao cấu kết là ai, chỉ cần để tôi tra ra hắn, tôi sẽ tự tay lấy mạng hắn. Hình Chiêu Huy cường điệu, nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, cô ta lợi dụng cái chết để chúng ta quên cô ta đi, chúng ta vừa hay tương kế tự kế, nếu để cô ta biết chân tướng tử vong của mình bị chúng ta biết, như vậy chẳng những kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại, hơn nữa người ở bên cạnh cậu cũng gặp nguy hiểm. Trương Dương gật đầu, hình chiêu huy lại nói, Trương Duệ Dung không lâu nữa sẽ trở lại tổng bộ công tác, để đề phòng bất chắc, cậu sau này đừng phát sinh bất kỳ liên hệ nào với quốc an nữa. Nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp, tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu. Khi Trương Dương trở lại ban chú kinh Bình Hải thì đã là dạng sáng, Triệu Quân đưa hắn tới trước cửa lớn, khi Trương Dương xuống xe, Triệu Quân gọi hắn lại, Trương Dương, chiếc xe pi chắp đó chúng tôi sẽ phái người đi lấy lại. Trương Dương cười cười, xem ra Triệu Quân đã nhận được tin tức mình sẽ rời khỏi quốc an, hắn gật đầu, từ hôm nay trở đi, hình Chiêu Huy đã cắt đứt tất cả liên hệ của hắn với quốc an, những gì mà quốc an từng cung cấp cho hắn tất cả đương nhiên đều phải nộp lại, Trương Dương vươn tay về phía Triệu Quân. Triệu Quân bắt tay hắn, nói khẽ bảo trọng. Trương Dương nói, anh cũng vậy. Sáng sớm đầu tiên của Trương Dương ở kinh thành là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn cầm lấy điện thoại, alo. Đầu kia truyền đến giọng nói của Phó thị trưởng thường vụ Cung Kỳ Vĩ, "Trương Dương, cậu đã đến kinh thành chưa?" Trương Dương có chút kinh ngạc, mình vừa mới tới kinh thành, Cung Kỳ Vĩ đã gọi điện thoại tới đây, chẳng lẽ lão kiều đổi ý rồi, vẫn quyết định xử phạt mình? hắn ừ một tiếng nhìn nhìn đồng hồ, mới chỉ là 3 giờ sáng, Trương Dương ý thức được nhất định đã xảy ra sự kiện khẩn cấp, nếu không cung kỳ vĩ cũng sẽ không vào thời gian này gọi điện thoại cho hắn. Trương Dương ngáp một cái rồi nói, thị trường cung, giờ là hơn nửa đêm rồi, ngài tìm tôi có chuyện gì? Cung kỳ vĩ nói, Trương Dương, rất xin lỗi vì đã quấy giày cậu, nhưng thị lý gặp một chuyện khẩn cấp. Trương Dương nói, thị trường cung, lần trước với tôi đi xử lý vấn đề ô nhiễm nước, Chắc không phải là lại có chỗ nào bốc cháy, bị bảo tôi đi dập lửa chứ?" Trương đại quan nhân ít nhiều vẫn còn có chút hậm hực. Cung Kỳ Vĩ đương nhiên có thể lý giải, thật ra y cũng không muốn gọi cú điện thoại này, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, người mà y có thể nghĩ đến cũng chỉ có Trương Dương. Cung Kỳ Vĩ nói, "Chủ nhiệm ban chú kinh sử học vinh tự sát rồi, cậu mau tới hiện trường xem đi, phó bí thư Ngô cũng đã xuất phát rồi, đi ngay đêm, chắc nhanh nhất cũng phải trưa mai mới tới được." Trương Dương ngây ra, sử học vinh tự sát ư. Cung kỳ vĩ lại trả lời đầy khẳng định, Trương Dương, lại phiền cậu rồi, phía ban chú kinh Nam Tích loạn thành một mớ, những người còn lại đều không biết phải làm gì, cần có người đứng ra chủ trì đại cục. Cậu trước đây từng là công tác của ban chú kinh, lại là thành viên của ban lãnh đạo thành phố Nam Tích chúng ta. Cung kỳ vĩ không biết từ lúc nào cũng đã học theo cách ăn nói của Lý Trường Vũ. Trương Dương nói, thị trường cung, chúng trước tiên nói rõ đã nhé tôi chỉ là một cán bộ cấp ban, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, tôi cũng không dám tự xưng là thành viên của ban lãnh đạo thành phố gì đâu, các anh thực sự coi tôi là đội viên cứu hỏa rồi ư. Cung kỳ vĩ cho rằng Trương Dương bởi vì chuyện ô nhiễm nước mà vẫn hậm hực, thở dài nói chuyện ô nhiễm nước đã khiến cậu phải chịu ủy khuất rồi. Trương Dương nói, thị trường cung, anh đừng nghĩ nhiều, tôi không thấy ủy khuất gì cả, lúc trước tôi nguyện ý đi chịu oan, trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý, thế này đi, tôi sẽ tới, tranh thủ giúp đỡ ổn định tình thế một chút. Cung kỳ vĩ nói, tôi lập tức thông chi cho phía ban chú kinh, báo với bọn họ rằng cậu sẽ tới xử lý chuyện này. Trương Dương buông điện thoại, không khỏi lắc đầu cười khổ, mình thật sự là mạng lao lực trời sinh, vốn hy vọng tới kinh thành có thể nghỉ ngơi được một chút, tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, để thời gian tiêu trừ ảnh hưởng mình đánh liêu bác sinh, nhưng không ngờ mình vừa tới kinh thành đã lại có chuyện. Trương Dương từ căn bản là một người hiếu sự, không có chuyện thì hắn cũng tự tạo ra chuyện, lần này thị lý tìm tới hắn, hắn đương nhiên phải nhận nhiệm vụ này. Kinh thành vào đầu tháng 3, ban đêm vẫn rất lạnh, Trương Dương lần này không mang xe theo, đứng ở trước cửa khách sạn Thanh Giang một lúc lâu mới bắt được một chiếc xe taxi, đi thẳng đến ban chú Kinh Nam Tích. Đợi khi tới ban chú Kinh Nam Tích, Trương Dương phát hiện tình cảnh bên này quả nhiên rất náo nhiệt, trong sân của ban chú Kinh đền cảnh sát nhấp nháy, cảnh sát cửa cửa răng dây cảnh giới màu vàng, bởi vì là đêm khuya cho nên không có nhiều người tới đây xem náo nhiệt. Trương Dương xuống xe thanh toán tiền xe rồi đi vào bên trong, ở trước cửa bị một gã cảnh sát cản lại, đồng chí, anh vào làm gì? Trương Dương lập tức biểu lộ thân phận của mình, chỉ nói mình là được thị chính phủ, thị ủy nam tích phái tới xử lý chuyện này, cảnh sát đó nói, thẻ công tác, giấy chứng minh, thượng cấp của chúng tôi quy định, phải trình những giấy tờ này. Trương Dương lấy ví ra, khi chuẩn bị đưa giấy chứng nhận cho gã xem thì bỗng nhiên bỗng nhiên một người gọi tên hắn, Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu lên, liền thấy Lương Liên Hợp từ xa đi về phía hắn. Trương Dương mỉm cười, trước đây khi hắn ở ban chú kinh xuân Dương, Lương Liên Hợp chính là phó cục trưởng phân cục khu trực thuộc, giữa bọn họ còn bởi vì chuyện của kiều bằng phi mà phát sinh một số va chạm, có điều về sau hai người cũng coi như là không đánh thì không quen nhau, bởi vậy mà trở thành bằng hữu. Tên cảnh sát đó nhìn thấy Trương Dương quen lương liên hợp, lập tức hành lễ với lương liên hợp cục trưởng. Lương liên hợp nói: "Để anh ta vào, anh ta là bạn của tôi." Trương Dương đi tới, vươn tay ra bắt tay lương liên hợp, "Lương cục, được điều tới bên này từ lúc nào thế?" Lương liên hợp nói: "Từ đầu năm, anh tới kinh thành từ lúc nào vậy?" Trương Dương nói: "Tới lúc tối qua, thị lý đột nhiên gọi điện thoại tới, bảo tôi đi xử lý chuyện của ban chú kinh, cho nên tôi vội vàng tới đây." Lương Liên Hợp gật đầu nói, người chết là sử học vinh, lúc sinh tiền là chủ nhiệm ban chú kinh của thành phố Nam Tích Các Anh, căn cứ vào kết quả điều tra hiện trường, hắn là uống thuốc độc tự sát. Trương Dương nói, không phải là bị giết à. Lương Liên Hợp lắc đầu, thi thể đã được đưa tới khoa khám nghiệm tử thi rồi, kết quả nghiệm thi buổi sáng sẽ có. Lúc này Phó chủ nhiệm ban chú kinh Nam Tích Vu Hải Lâm đi tới, gã nhìn thấy Trương Dương thì đặc biệt Trương Dương chào hỏi, Trương Dương trước đây đã từng gặp mặt Vu Hải Lâm một lần, ấn tượng về người này cũng không sâu lắm, gật đầu nói: "Phát hiện gì không?" Vu Hải Lâm không nói gì, đại khái là vì Lương Liên Hợp ở bên cạnh. Lương Liên Hợp vỗ vai Trương Dương, nói: "Chúng tôi sau khi điều tra lấy chứng cứ rồi thu đội, có chuyện gì sẽ lại liên lạc với các anh." Trương Dương nói: "Lương cục vất vả rồi." Lương Liên Hợp cười nói: "Mấy ngày nay đừng đi đâu nhé, có rảnh thì cùng nhau ăn cơm." mấy ngày trước sư phụ tôi có nhắc tới anh đó. Sư phụ của Lương Liên Hợp là Sử Thương Hải, trưởng môn bát quái môn. Trương Dương nói, tôi cũng lâu rồi chưa gặp Sử Lão Gia Tử, đợi xử lý xong chuyện này, tôi sẽ làm chủ, mời Sử Lão Gia Tử ăn cơm. Lương Liên Hợp cười nói, được, tôi sẽ chuyển cáo với Lão Nhân gia. Cảnh sát chứng điều tra lấy chứng cứ thì thu đội vào khoảng 4 rưỡi sáng, bởi vì chủ nhiệm ban chú kinh sử học vinh tự sát thân vong, Toàn bộ ban chú kinh đều được phủ lên vẻ u ám, khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực vô cùng. Trương Dương tới văn phòng của phó chủ nhiệm Vu Hải Lâm, Vu Hải Lâm pha cho hắn một ly trà, ban chú kinh Nam Thích tổng cộng có 3 phó chủ nhiệm, Vu Hải Lâm chỉ là một trong số đó, tính cả mấy quan viên, nhân viên công tác lớn nhỏ tổng cộng có 17 người, cơ cấu cũng coi như không nhỏ. Trương Dương uống ngụm trà rồi nói, những người khác đâu? Vu Hải Lâm nói, Vương Nghị và Miêu Tuệ như đều không sống ở ban chú kinh, buổi tối đã điện thoại cho họ, nhưng không gọi được, chỉ sợ phải đợi tới khi trời sáng mới liên hệ được. Trương Dương nói, gọi điện thoại cố định hay là di động. Vu Hải Lâm nói, cả hai, có điều bọn họ đều tắt điện thoại. Trương Dương nói, biết chỗ ở của họ không? Vu Hải Lâm gật đầu. Trương Dương nói, sai người đi gọi đi. Tuy rằng Trương Dương không biết nhiều về ban chú kinh Nam Tích, nhưng hắn từ sau khi tới đây nhìn thấy tình trạng đã nhận định rằng sự quản lý của ban chú kinh tồn tại thiếu sót rất lớn. Đổi lại là bình thường, Phu Hải Lâm Vị Tất đã nể mặt Trương Dương, nhưng hiện tại ban chú kinh xảy ra chuyện lớn như vậy, chủ nhiệm ban chú kinh sử học vinh tự sát, ban chú kinh từ trên xuống dưới lòng người hoang mang, không ai biết phải làm gì, sự xuất hiện của Trương Dương rất đúng lúc, Phu Hải Lâm như có người cầm đầu, huống chi trước đó thị lý đã gọi điện thoại, nói với họ rằng chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Trương Dương sẽ tới xử lý chuyện này. Trương Dương đối với việc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại mình nhiễm nhiên đã thành dầu vạn kim của thành phố Nam Thích, chỗ nào cần là bôi chỗ đó. Có điều thằng ôn này vốn có tính hiếu sự, thị lý hiện tại dùng hắn như vậy, cũng tính là nắm đúng tính tình của hắn, chính là dùng người đúng chỗ. Vu Hải Lâm sai người đi mời hai vị phó chủ nhiệm, trong thời gian này Trương Dương cũng đã tìm hiểu được một số tình huống, sự học vinh trước đó không hề có gì khác thường, đêm qua còn cùng nhau cơm với mấy cán bộ của ban chú kinh bọn họ. Vu Hải Lâm nói, tối hôm qua chủ nhiệm sử cũng không uống nhiều, chúng tôi 8 giờ thì kết thúc, sau đó chủ nhiệm sử đi ra ngoài một lát, khoảng 11 giờ thì về, lúc ấy tôi ở cửa gặp anh ta, còn chào hỏi anh ta, người thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta, chủ nhiệm sử chắc là lại đi ra ngoài uống. Khoảng 2 rưỡi dạng sáng hôm nay, lão bà của anh ta từ Nam Tích gọi điện thoại tới, nói gọi vào di động của anh ta mà không có ai nhấc. Tối hôm qua anh ta gọi điện thoại về nhà, nói một số câu rất kỳ quái, cho nên rất lo lắng cho anh ta, bảo tôi đi xem, vì thế tôi liền gọi một đồng sự trực ban tới gõ cửa phòng của chủ nhiệm sử, gõ một lúc mà không thấy ai mở cửa phòng, tìm chìa quá mở cửa phòng thì bị khóa từ bên trong, vì thế chúng tôi phá cửa, phát hiện chủ nhiệm sử đã chết. Vu Hải Lâm thở dài, có chút tự oán trách mình, nếu tính cảnh giác của tôi cao hơn một chút, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thật ra những lời này gã cũng đã nói với cảnh sát, lúc này chỉ chẳng qua là nhắc lại một lần với Trương Dương. Trương Dương nói, đang yên đang lành vì sao lại muốn tự sát. Vu Hải Lâm nói, cái này thì tôi cũng không rõ. Trương Dương nghĩ thầm, loại cán bộ cấp ban như sử học vinh, chức vị đảm nhiệm lại là chức quan béo bở ở bên ngoài, một mình nắm quyền lớn ở ban chú kinh, có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, người như vậy nói sao cũng là một nhân sĩ thành công, vì sao lại tự sát. Nguyên nhân có thể khiến cho người ta khiến cho người ta tự sát không ngoài vài loại nguyên nhân, hoặc là bị bệnh nan y, hoặc là nhân sinh thất bại, hoặc là làm ra chuyện gì có lỗi. Trương Dương nói, sức khỏe của chủ nhiệm xử thế nào? Rất tốt, tháng trước vừa đi kiểm tra sức khỏe, báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh ta tất cả đều bình thường, so với người trẻ tuổi còn tốt hơn. Trương Dương lại nói cuộc sống gia đình của anh ta thế nào. Cũng rất tốt, vì bao của anh ta là tổng giám đốc tòa nhà Bách Hóa Nam Tích Lý Phượng Hà, con trai đang học đại học ở Đông Giang. Lúc này hai vị phó chủ nhiệm của ban chú Kinh Vương Nghị và Miêu Tuệ như đều tới, xem ra bọn họ cũng là vừa mới nghe nói chuyện sử học vinh tự sát, vẻ mặt đều vô cùng sợ hãi, trong sợ hãi còn mang theo chút bi thương. Trương đại quan nhân lịch lãm trong quan trường lâu như vậy, Đám người này là thật tâm hay là giả dối hắn chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra, từ quan cảm cá nhân của hắn mà nói mà nói sự học vinh đã chết. Ba phó chủ nhiệm này thành phần sợ hãi lớn hơn một chút, còn bi thường thì chưa chắc đã là thật. Anh thử nghĩ xem, chủ nhiệm chính chết rồi, đám phó chủ nhiệm bọn họ có cơ hội thưởng vị, chỉ sợ trong lòng vui vẻ còn không kịp nữa là. Nhiều tuệ như hơn 30 tuổi, mặt mũi xinh đẹp, từ điểm này Trương Dương nhìn ra, cô ta sau khi nghe nói sự học vinh đã chết vẫn trang điểm kỹ càng rồi mới ra khỏi cửa, nữ nhân này rất chấn định, nội tâm của cô ta cũng tuyệt sẽ không bi thương giống như biểu hiện bên ngoài, có điều nữ nhân đều là diễn viên trời sinh, mắt miêu tuệ như lúc này hơi hơi có chút đỏ lên, hai ánh lệ như có như không chấp động, rất buồn bã nói tại sao có thể như vậy được. Chủ nhiệm xử sao lại ngốc như vậy? Vu Hải Lâm giới thiệu Trương Dương với họ, đám ban chú kinh này đều đã nghe nói tới danh khí của Trương Dương, Trương Dương lúc trước khi công tác lúc trước ban chú kinh Xuân Dương, danh khí trong giới ban chú kinh Bình Hải rất lớn, Vương Nghị từng hai lần gặp mặt hắn, có điều không có thâm giao gì, hai người đều khách khí tới chào hỏi. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, thị lý sao phái một chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tới đây giải quyết vấn đề. Trương Dương thật ra là một tráng định lâm thời bị bắt, có điều thằng ôn này tuy rằng ngoài mặt cả lơ phất phơ, nhưng làm việc rất nghiêm túc, hắn hỏi hai người, hai người vì sao buổi tối không mở di động. Miêu Tuệ Như và Vương Nghị liếc mắt nhìn nhau, hai người vốn cho rằng Trương Dương sẽ hỏi tình huống của sự học vinh, không ngờ hắn vừa đến đã hỏi chuyện này, miêu tuệ như nói, di động của tôi hết pin. Vương Nghị vốn cũng muốn nói ra lý do này, nhưng bị miêu tuệ như giành trước, gã chỉ có thể nói, tôi tắt điện thoại, tối nay không phải là tôi trực. Trương Dương nói, điều lệ hành chính của thị lý chúng ta hai người có thể không biết, có điều điều lệ hành chính của ban chú kinh thì các người phải biết chứ. Trương Dương vừa rồi đã đòi Vu Hải Lâm mang tới một bản điều lệ hành chính, hắn giờ bản điều lệ hành chính trong tay lên, nói tôi vừa đọc rồi, tất cả nhân viên công tác của ban chú kinh phải để thiết bị liên lạc mở 24 giờ, tôi đọc không sai chứ. Miêu tuệ như nói, chủ nhiệm trương tôi di động của tôi hết pin. Trương Dương nói, còn điện thoại cố định. Tôi ngủ rất say cho nên không nghe thấy. Trương Dương hướng ánh mắt sang Vương Nghị, Vương Nghị biết thằng ôn này khó đối phó, gã nói khẽ chủ nhiệm Trương, tôi tối hôm qua uống hơi nhiều, cho nên. Trương Dương cười cười, di động là tự mua hay là nhà nước cấp cho? Câu hỏi này khiến cho ba vị phó chủ nhiệm mặt trắng bệch. Vốn Vu Hải Lâm còn đang ở đó vui sướng nhìn người khác gặp họa, không ngờ Trương Dương lại không bỏ qua một ai, lôi cả ba người vào. Ư, ừ. Vu Hải Lâm nói, chủ nhiệm Trương, vốn chúng tôi cũng không muốn được phát di động, là chủ nhiệm xử nói cần cho công tác, để tùy thời có thể liên hệ được với chúng tôi, cho nên mới đồng ý. Trương Dương nói, điểm xuất phát của chủ nhiệm xử là rất tốt, nhưng khi anh ta đã tự sát, liên hệ với mọi người lại không được, thật sự là chớ trêu Miêu Tuệ Như nói, chủ nhiệm Trương, ban chú kinh mỗi người đều có chuyện cá nhân, chúng tôi bận cả một ngày, buổi tối khó lắm mới có thời gian để nghỉ ngơi, tối hôm qua về tới nhà đã 9 giờ rồi, ai mà ngờ được còn có thể xảy ra loại chuyện này. Trong lời nói của cô ta có chút khó chịu, nghĩ thầm chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao này quản quá rộng, Trương Dương nói, ban chú kinh bẩn những chuyện gì thì tôi biết rõ, cô đừng có cường điệu lý do với tôi, công tác của ban chú kinh tôi cũng không phải là chưa làm, phát di động cho các người để làm gì. Chính là để tiện liên hệ công tác, nhưng ban chú kinh xảy ra chuyện lớn như vậy, cần sự xuất hiện của các người thì lại không liên hệ được, gieo hoa hết di động ra cho tôi. tuệ như vương nghị vương nghị ngây ra, Vu hải lâm thì không dám chậm chế nộp di động của mình lên. Trương Dương nói, tôi nói hai bọn họ vương nghị và miêu tuệ như liếc mắt nhìn nhau hai người không cam lòng giao di động ra trương dương cầm lấy di động của miêu tuệ như nhếch miệng cười nói không tôi motorola kiểu mới đắt lắm đấy điện thoại không phải là đầy pin ư miêu tuệ như trên mặt có chút phát nóng tôi đã nạp đầy pin trương dương lật nhật ký trò chuyện di động của miêu tuệ như trống trơn không hề có ghi chép trò chuyện trương dương không tin cô ta không gọi cho ai nữ nhân này khẳng định là đã xóa hết nhật ký Vương Nhị biến sắc, gã sơ sót rồi, nhật ký trò chuyện gã quên chưa kịp xóa, cũng may là Trương Dương không để ý, đặt di động của hai người ra bàn sau, thị lý có quy định, cán bộ dưới cấp ban cấm được trang bị di động, hai người đều vi phạm, di động tôi tịch thu. Miêu tuệ như cắn cắn môi, lập tức thấy ghé vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao trẻ tuổi này. Vu Hải Lâm nộp di động của mình ra, Trương Dương nói, không cần, của anh cứ giữ lại, ban chú kinh có nhiều chuyện như vậy cần xử lý, có di động sẽ tiện liên lạc, bọn họ thì không cần, một người tắt máy, một người hết pin, để trên người cũng chẳng khác gì trang trí. Miêu tuệ như nói, chủ nhiệm trương, còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Trương Dương nói, đồng chí Miêu Tuệ Như, chủ nhiệm ban chú kinh tự sát, cô nói xem có việc không. Giác ngộ chính trị của cô kiểu gì vậy? Hiện tại cô đi thông chi cho tất cả nhân viên công tác của ban chú kinh, đúng 8 giờ phải có mặt ở phòng họp. Miêu Tuệ Như vẫn có hậu đài, trước đây ở ban chú kinh, cho dù là Sử học Vinh cũng phải nể cô ta ba phần, nhưng sau khi Trương Dương tới không nể mặt cô ta chút nào, trước tiên là tịch thu di động của cô ta, sau đó lại quát mắng cô ta, Miêu Tuệ Như tức giận đến nỗi mặt trắng bệch. Sau khi Miêu Tuệ Như rời đi, Trương Dương quay sang nhìn Vương Nghị và Vu Hải Lâm, phía tải vụ ban chú kinh ai phụ trách. Vu Hải Lâm và Vương Nghị trong lòng đều thầm kêu khổ, thị lý vì sao lại phái người này tới? Chủ nhiệm ban chú kinh đã chết, bảo Trương Dương đến là để hiệp trợ xử lý chuyện. sao hắn đến ban chú kinh cứ như là để tra xét vấn đề làm trong sạch hóa bộ máy chính trị vậy. Vương Nghị nói, khoa tài vụ do Vương Cầm phụ trách. Trương Dương nói, gọi cô ta tới đây. Vương Nghị đi tìm Vương Cầm. Vu Hải Lâm thấy tình hình có chút không đúng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trương Dương nhìn gã, nói chủ nhiệm Vu, anh còn có gì muốn nói với tôi ư? Vu Hải Lâm nói, chủ nhiệm Trương, thật ra chuyện di động, hiện tại các ban chú kinh đều như vậy. Trương Dương nói, mỗi tháng anh dùng hết bao nhiêu tiền điện thoại. Vu Hải Lâm ngây ra một thoáng ấp úng ấp úng nói, không nhiều lắm. Cụ thể là bao nhiêu thì gã cũng không nói rõ được. Trương Dương nói, thị lý bảo tôi để cho ta tới tạm thời chủ trì công tác của ban chú kinh, ổn định tình tự của mọi người, anh yên tâm, tôi chỉ phụ trách nửa ngày thôi, Phó Bí Thư Ngô đang tới đây, đợi anh ta tới là tôi sẽ đi ngay. Vu Hải Lâm nghĩ thầm anh đi càng sớm càng tốt, anh ở lại lâu thêm chắc nội tình gì của ban chú kinh cũng bị anh moi ra hết. Vương cầm của khoa tài vụ là cháu gái ruột của phó chủ nhiệm ban chú kinh Vương Nghị. Vương Nghị sở dĩ đi vội vàng như vậy là bởi vì vị khâm sai đại nhân này không dễ đối phó, gã tìm cháu gái dặn dò trước vài câu. Vương cầm 25 tuổi, bộ dạng xinh xắn lanh lợi, đi tới trước mặt Trương Dương, Vẻ mặt rất thấm thỏm, cô ta chào khẽ chào chủ nhiệm Trương. Trương Dương gật đầu, nói với Vương Nghị, phó chủ nhiệm Vương, ở đây không còn chuyện của anh, anh đi lấy đơn ghi chép nhật ký trò chuyện tháng này của chủ nhiệm sử về đây, tôi muốn xem. Vương Nghị gật đầu, khi xoay người đi, Trương Dương gọi gã lại, mang hết cả ghi chép trò chuyện trong nửa năm tới đây đi. Vương Nghị nghĩ thầm vị chủ nhiệm Trương này hôm nay xem ra sẽ bắt đầu từ di động. Vương Nghị đi rồi, Trương Dương quan sát Vương Cầm một chút, Vương Cầm, cô là kế toán của ban chú kinh Ngà. Vương Cầm gật đầu. Trương Dương nói, chủ nhiệm sự tự sát, nguyên nhân cụ thể cảnh sát đang điều tra, thị lý bảo tôi tới tìm hiểu một số tình huống. Vương Cầm nói, chủ nhiệm Trương, ngài hỏi đi, tôi sẽ tận lực phối hợp. Vu Hải Lâm nói, tiểu Vương, nhất định phải phối hợp công tác với chủ nhiệm Trương đó. Trương Dương nhíu mày, chủ nhiệm Vu, ở đây cũng không còn chuyện của anh, anh đi chuẩn bị cơm sáng đi, lát nữa tôi tới ăn. Vu Hải Lâm đương nhiên hiểu rõ Trương Dương là cố ý đuổi mình đi, gã gật đầu, quay người bước đi, Vu Hải Lâm trên tài vụ không có gì phải lo lắng cả, sự học vinh đối với tài chính nắm rất chặt, bình thường hóa đơn hơn 500 đồng đều phải đưa cho y xem mới được ký giấy thanh toán. Vu Hải Lâm cho rằng Trương Dương là làm vô ích, có muốn tra xét tham ô của công cũng không tới đầu mình, tra ra vấn đề thì cũng là vấn đề của sự học vinh. Trương Dương nói, tiểu vương, phí thông tin của ban chú kinh đều là cô phát hả? Vương cầm gật đầu, ừ, dựa theo quy định, chủ nhiệm mỗi tháng một ngàn năm, phó chủ nhiệm một ngàn. Trương Dương nói, có hóa đơn thanh toán không? Vương cầm nói, có, có điều. Có điều sao? Vương cầm nói, chủ nhiệm trương ngài có phải hoài nghi sổ sách của chúng tôi có vấn đề không? Trương 679, kéo anh xuống nước. Trương Dương nói, tôi một không phải là người của Ủy ban kỷ luật, hai không phải là người của cục chống tham nhũng, tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Vương Cầm nói, những thứ này đều là lúc trước chủ nhiệm xử quy định, tôi chỉ là một người chấp hành, cấp trên bảo tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế. Trương Dương bật cười, Vương Cầm không yếu đuối như biểu hiện của cô ta, đám người này có một điểm giống nhau, tất cả đều đều đẩy hết chuyện lên người sử học vinh, dù sao sử học vinh cũng đã chết, chết không đối chứng. Trực giác của Trương Dương nói cho hắn biết rằng, chuyện này không đơn giản, không phải là hắn cứ muốn dây dưa trên vấn đề này, mà là chuyện này rất không bình thường, cán bộ cấp phó ban được trang bị điện thoại di động, hơn nữa phí liên lạc cũng không ít, đãi ngộ so với cán bộ cấp chính ban như hắn còn cao hơn. Trương Dương cho rằng tài vụ của ban chú kinh khẳng định tồn tại vấn đề tương đối lớn, sự học vinh tự sát có 10 phần là liên quan tới vấn đề kinh tế. Trương Dương tuy rằng đi sâu vào từ đây, nhưng sự thật chứng minh chỉ ở phương diện thông tin, ban chú kinh đã tồn tại vấn đề mở ám tương đối lớn, ba gã phó chủ nhiệm phí di động mỗi tháng không quá 400, cũng chính là nói hơn 600 đồng còn lại chảy vào túi riêng của họ. Loại chuyện này ở các bộ môn kỳ thật cũng thường thấy, không tra thì thôi, một khi tra ra đều có vấn đề, mà trương đại quan nhân tới ban chú kinh là để tìm sai phạm, thằng ôn này trong chuyện nước ô nhiễm ở Đông Giang bị chút ủy khuất. Vừa hay tìm được một cơ hội để phát tiết, ban chú kinh Nam Tích cũng đáng bị xui xẻo, ai bảo vào đúng lúc này lại lọt vào tay hắn. Lúc tam giờ sáng, tất cả nhân viên công tác của ban chú kinh đều tới phòng họp, Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi triệu tập mọi người đến đây họp, chắc hẳn mọi người đều đã biết nguyên nhân, tối hôm qua chủ nhiệm sử học vinh tự sát thân vong, chuyện này đã được cảnh sát chứng thực, là uống thuốc độc tự sát, loại trừ khả năng anh ta bị giết. Trong phòng họp trở nên có chút ồn ào, mọi người đều đang thảo luận chuyện này, loại trừ khả năng hắn bị giết, khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao thì tối hôm qua sử học vinh cũng chết ở ban chú kinh, tất cả mọi người sống ở đây đều bị hiềm nghi, chứng minh được hắn tự sát chẳng khác nào loại bỏ mọi người bị hiềm nghi. Trương Dương nói, thị lý bảo tôi tới đây lâm thời chủ trì công tác của ban chú kinh, hy vọng mọi người đừng bởi vì này sự kiện bởi vì này mà làm ảnh hưởng đến trật tự công tác bình thường. Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói, tôi vừa rồi đã liên hệ với cảnh sát, cảnh sát hy vọng mọi người cố gắng cung cấp một số manh mối, nếu mọi người không muốn đi tới chỗ cảnh sát nói chuyện, có thể vì thời tới tìm tôi, phản ánh tình huống cho tôi biết. buổi sáng hôm nay, tôi sẽ ở lại nơi này làm việc. chỉ cần mọi người nhớ ra điều gì, nghĩ tới bất kỳ chuyện khả nghi nào, đều có thể nói với tôi. nhân viên công tác của ban chú kinh nam tích đa số đều không quen trương dương, không ai chủ động lên tiếng. trương dương nói vài câu xong, cũng ý thức được mọi người không ai muốn lên tiếng vào thời khắc phi thường này, thế là liền cho tan họp. sau khi hội nghị kết thúc. Ba vị phó chủ nhiệm cũng chưa đi vội, bọn họ cũng đều biết chuyện Trương Dương điều tra phí thông tin, mục đích ở lại chính là nhận sai với Trương Dương, loại chuyện này thật ra đều là bí mật ai cũng biết nhưng không nói ra. Trương Dương điều tra chuyện phí thông tin, rõ ràng là cố ý vạch lá tìm sâu, bọn họ cũng không tin tiền điện thoại của Trương Dương bình thường cũng là hắn tự trả, nhưng Trương Dương là cán bộ cấp chính ban, bọn họ toàn là cấp phó ban, căn cứ vào quy định của thị lý bọn họ dùng tiền công mua di động bản thân đã là một hành vi trái với quy định, lại còn biển thủ tiền điện thoại, nếu nghiêm khắc truy cứu thì cũng được tính là vấn đề kinh tế. miêu tuệ như nhanh mồm nhanh miệng, vừa rồi cô ta rất khó chịu, nhưng khi thương lượng với hai vị phó chủ nhiệm đều biết thằng ôn trương dương này mọi người không đắc tội được, cho nên hiện tại đã thay đổi sắc mặt, vẻ mặt lúc này rất thành khẩn, rất áy náy, chủ nhiệm trương, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên sử dụng di động, chúng tôi vừa rồi đã thương lượng, quyết định nộp di động lên, còn phần tiền điện thoại hàng tháng, chúng tôi sẽ bồi thường khoản phí còn thiếu. Mục đích chân chính của Trương Dương cũng không phải là truy cứu vấn đề tiền điện thoại, mà lại cho đám người này một cái hạ mã uy. Trương Dương nói, loại chuyện này các anh tự mình xử lý là được rồi, tôi chỉ làm việc có nửa ngày thôi, vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi không phải là người của viện kiểm sát, cũng không phải là người của ủy ban kỷ luật, chuyện trên kinh tế không thuộc tôi quản. Phương Nghị nói, chủ nhiệm Trương, ngài nhắc nhở rất đúng, mấy vấn đề này tuy rằng không lớn, nhưng có liên quan tới chúng tôi ước thúc bản thân không nghiêm, chúng tôi đã nhận thức được sai lầm của mình, thân là nhân viên chính phủ vì quốc gia, bất kỳ lúc nào cũng nên ở trong trạng thái đợi lệnh, chúng tôi nên tuân theo quy định, tùy thời phải bao trì liên lạc được thông suốt. Trương Dương cười cười, đám người này đều là hạng dối trá, với sự hiểu biết của hắn về nhân viên công tác của ban chú kinh, đám người này lăn lộn ở ở kinh thành lâu ngày, ai ai cũng thành kể lõi đời, Cầm tiền của chính phủ địa phương, chạy quan hệ với bên trên, trên dưới ít nhiều đều có chút quan hệ, trong bất kỳ ban chú kinh nào cũng có điều mở ám, mọi người ở trong thể chế đều hiểu rõ đây là bộ môn gì, bởi vì tính đặc thù của công tác, trước giờ luôn có cách nói chạy bộ đút tiền, muốn đả thông quan hệ các phương diện ở kinh thành. Mời khách biếu quà là điều không thể thiếu, chỉ cần có loại hành vi này tồn tại, chuyện trái với quy định tất nhiên là không ít, bình thường mà nói, chính sách của chính phủ địa phương đối với bộ môn này trước giờ luôn rất lỏng đối với những chuyện nhỏ bé không đáng kể đều mắt nhắm mắt mở, không ai thật sự đi tra vấn để kinh tế của ban chú, kinh đương nhiên điều kiện tiên quyết là chuyện không thể làm quá mức, cho nên ban chú kinh cũng là chức quan béo bở được mọi người chú ý trong thể chế, rất nhiều người đều nghĩ mọi cách để được chui vào đây làm. Trương Dương quả thực có chút thủ đoạn, lợi dụng chuyện di động để gõ cho ba chủ nhiệm này này phải ngoan ngoan, hắn nói với Vương Nghị chuyện đi lấy ghi chép nhật ký trò chuyện anh đã làm chưa. Vương Nghị nói, biêu cục vẫn chưa đi làm, tôi đã sai người đi làm rồi. Trương Dương gật đầu, lúc này, Phó chủ nhiệm Ban Chú Kinh Bình Hải Hồng Vệ Đông đến, tuy rằng giữa các Ban Chú Kinh không tồn tại vấn đề quản hạt trên thực tế, nhưng Ban Chú Kinh của thành phố xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo Ban Chú Kinh Bình Hải cũng cần phải ra mặt. Trương Dương bước ra nghênh đón đoàn người của Hồng Vệ Đông, Hồng Vệ Đông và Trương Dương trước đây chưa từng gặp, y có chút kinh ngạc, không ngờ phía thành phố Nam Tích phản ứng nhanh như vậy, sử học vinh vừa mới chết nhanh như vậy đã phái người tới đây xử lý tình huống hồng vệ đông nói tiểu trương cậu tới nhanh quá trương dương nói tôi là lâm thời bị lãnh đạo bắt đi lính buổi trưa phó bí thư ngô của chúng tôi sẽ tới đây tiếp nhận chuyện này nhiệm vụ của tôi chính là ổn định thế cục của ban chú kinh bảo đảm công tác được tiến hành bình thường hồng vệ đông gật đầu đối với địa phương mà nói ban chú kinh là thiên lý nhãn của bọn họ phụ trách khơi thông công tác với các cơ quan ở kinh thành nhưng đám người ban chú kinh này đồng thời cũng là thuận phong nhĩ, bọn họ đối với chuyện ở Gia Hương cũng chú ý không kém gì kinh thành. Hồng Vệ Đông đã biết hành vi của Trương Dương trong chuyện ô nhiễm nước ở Đông Giang, đối với một người dám ở trước mặt nhiều người tát liêu bác sinh, Hồng Vệ Đông cũng không dám đắc tội, trong ngôn ngữ vô cùng khách khí với Trương Dương. Thời gian công tác của Hồng Vệ Đông ở ban chú kinh Bình Hải không dài, y cũng không biết nhiều về sự học vinh, trong ấn tượng của y người này bình thường tính cách cởi mở, rất thích nói, người như vậy nói sao cũng không giống là người tự tìm lấy cái chết nhưng hắn lại thật sự đã lựa chọn tự sát hồng vệ đông nói chủ nhiệm trương cảnh sát đã điều tra rõ nguyên nhân hồng vệ đông tự sát chưa trương dương nói đang điều tra rồi chắc rất nhanh sẽ điều tra rõ thôi hồng vệ đông nói tiểu trương à nhất định phải ổn định tình tự của mọi người giúp ban chú kinh nam thích bảo trì trật tự công tác bình thường đừng để công tác bình thường bị ảnh hưởng Trương Dương nghĩ thầm mình chỉ đến hỗ trợ quá độ một chút thôi, nói trắng ra chỉ là nửa ngày, chờ ngô minh trưa nay tới kinh thành, chuyện này có thể giao cho y. Thời gian Hồng Vệ Đông ở lại hiện trường không dài, sau nửa giờ liền rời khỏi đó, y chỉ tới hỏi han qua loa, căn bản không giúp được gì, làm quan viên của tỉnh, nói sao cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút, tình huống cụ thể vẫn là phải dựa vào phía Nam Tích tự mình xử lý. Buổi trưa hôm ấy, Phó Bí Thư Thị ủy thành phố Nam Tích Ngô Minh tới nơi, theo y cùng tới còn có lão bà của Sử Học Vinh, Tổng Giám đốc Cửa hàng Bách Hóa thành phố Nam Tích Lý Phượng Hà, cũng là nữ cường nhân nổi danh của thành phố Nam Tích. Lý Phượng Hà đã khóc tới hai mắt đỏ lựng, có điều cô ta từ lúc tới Ban Chú Kinh liền chấn định lại. Sau khi gặp mặt với mấy vị lãnh đạo của Ban Chú Kinh, Lý Phượng Hà liền cùng Phó Chủ nhiệm Ban Chú Kinh miêu tuệ như tới nhà tang lễ gặp Di Dung của Trượng Phu. Ngô Minh không đi theo tới đó, Y và Trương Dương cùng nhau tới phòng 388 của Ban Chú Kinh, đây là căn phòng xa hoa nhất của ban chú kinh nam tích bình thường đều là để tiếp đãi lãnh đạo thành phố trang trí bên trong khá là xa hoa ngay cả đồ dùng cũng đều bằng gỗ lim trương dương và ngô minh ngồi xuống ghế làm bằng gỗ lim ngô minh nói tiểu trương vất vả cho cậu rồi y và trương dương đều hiểu rõ quan hệ giữa hai bên hai người vốn ghét cay ghét đắng nhau hòa khí như vậy chỉ là giả vờ trương dương nói không có gì mà vất vả cả thân là một thành viên của nam tích Nam Tích xảy ra chuyện tôi đương nhiên phải giúp." Ngô Minh gật đầu nói, "Tối nay chưa được nghỉ ngơi tốt nhỉ?" Trương Dương ngáp một cái, nói, "3 giờ sáng đã đã bị thị trưởng cung gọi dậy, rất là mệt. Phó bí thư Ngô đã tới rồi, chuyện này do ngài xử lý, tôi có thể được thanh nhàn rồi." Ngô Minh cười nói, "Thật ra có cậu ở đây, tôi căn bản cũng không cần phải đến, năng lực công tác của cậu mọi người đều công nhận." Trương Dương nói, "Tôi không có năng lực công tác gì cả." suốt ngày làm hỏng việc, mang tới không ít phiền toái cho các lãnh đạo. Ngô Minh nói, chuyện nước sông Thoan bị ô nhiễm, mọi người đều biết, cũng đều công nhận nỗ lực và sự cố gắng của cậu, cậu yên tâm, công tích của cậu sẽ không dễ dàng bị xóa đi đâu. Trương đại quan nhân từ trong đáy lòng rất khinh thường thằng ôn này, nghĩ thầm tôi làm ra thành tích gì cũng không cần anh phải khẳng định, hắn đứng dậy nói, phó bí thư ngô, tôi còn có việc, giờ ngài tiếp nhận chuyện ở đây nhé. Ngô Minh cũng có chút bất lực vì hắn thủy chung gọi mình là phó bí thư, biết thằng Ôn này là giáp tâm khinh bị y, y cũng không muốn tiếp tục ở đây nói chuyện với Trương Dương nữa. Thằng Ôn này cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn nguyện ý đi, mình cầu còn không được nữa là Ngô Minh rất khách khí đứng dậy nói tôi tiến cậu. Thật ra Ngô Minh chỉ khách khí một chút thôi, có điều nói xong câu đó y lại hối hận. Trương Dương là hạng người nào chứ, nếu đổi lại là người khác khẳng định sẽ không để mình tiến. Nhưng thằng ôn này tuyệt đối sẽ không khách khí với mình. Khi Ngô Minh tiến Trương Dương ra cửa, nói khẽ, sự học vinh vừa mới bị cha ra có vấn đề trên kinh tế. Ủy ban kỷ luật đang chuẩn bị xong quy hắn, nhưng vẫn chưa áp dụng với hắn thì hắn đã tự sát rồi. Trương Dương hơi ngẩn ra, dừng chân lại, kinh ngạc nhìn Ngô Minh, anh là nói, hắn sợ tội tự sát ư. Ngô Minh gật đầu, Trương Dương nói, bên trong ủy ban kỷ luật có người để lộ bí mật à hắn từ trong những lời này của Ngô Minh lập tức nắm được chỗ mấu chốt. Ngô Minh thở dài nói, từ Quang Nhiên, Lý Bồi Nguyên, những người này tuy rằng xuống ngựa, nhưng còn có rất nhiều phần tử chưa bị moi ra, bên trong chúng ta còn có một số người có vấn đề. Trương Dương có chút kỳ quái nhìn Ngô Minh, vì sao y lại nói với mình những lời này, giữa bọn họ tuy rằng quen nhau thời gian không ngắn, nhưng không có giao tình gì, Ngô Minh không có lý do để lộ tin tức cho mình. Ngô Minh nói, chuyện này đừng nói ra ngoài, thị lý không muốn làm lớn chuyện, chuyện sử học vinh tham ô tạm thời áp chế xuống, về sau mới xử lý. Nếu cảnh sát của kinh thành tham gia quá nhiều thì ngược lại không tốt, cậu cũng rõ mà, nam thích chúng ta hiện tại thật sự là không chịu nổi dày vò nữa. Trương Dương bỗng nhiên hiểu ra, ngô minh sở dĩ nói cho hắn biết tin tức này không phải là có hảo ý gì, cái chết của sử học vinh đã kinh động tới cảnh sát kinh thành, cảnh sát tham gia điều tra, rất có thể sẽ tra ra chuyện tham ô của sử học vinh, mà phía thành phố Nam Tích không muốn chuyện này bại lộ, muốn nội bộ tự giải quyết, không muốn tạo thành ảnh hưởng không tốt trên xã hội, nhất là ở trong giới kinh thành, không ai có thể cam đoan chuyện này có thể giấu được tai mắt của cảnh sát kinh thành, vạn nhất bọn họ tra ra chân tướng sử học vinh tự sát. Mặt mũi của ban lãnh đạo thành phố Nam Tích khẳng định sẽ rất khó coi, ngô minh tới kinh thành phụ trách giải quyết chuyện này, trước khi tới đây bí thư thị ủy lý trường vũ đã dặn y, nhất định phải nghĩ biện pháp đè chuyện này xuống có một số chuyện không phải anh muốn đè là đè được, nếu chân tướng của chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, ban lãnh đạo thành phố Nam Thích khẳng định sẽ trách cứ Ngô Minh hành sự bất lực, mà Ngô Minh vừa đến Kinh Thành đã đem chuyện này nói cho Trương Dương, mục đích chính là kéo cả Trương Dương vào. Hiện tại Trương Dương cũng biết rồi, về sau cho dù nguyên nhân cái chết của sử học vinh bị tiết lộ ra ngoài, Ngô Minh cũng có thể kéo được thêm một tên ra pháp trường. Nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Trương Dương đối với thằng ôn Ngô Minh này càng khinh bỉ hơn, hắn cười lạnh một tiếng, nói, việc xấu trong nhà không thể lôi ra ngoài. Phó Bí Thư Ngô, thật ra chuyện này anh không nên nói cho tôi biết, nhiều người biết sẽ càng dễ bị tiết lộ ra ngoài hơn. Ngô Minh giả mù sa mưa vỗ vai Trương Dương, tôi tin tố dưỡng chính trị của cậu. Trong lòng thì nghĩ, ông đây chính là muốn kéo cả mày xuống nước đấy, có nguy hiểm đương nhiên phải cùng gánh vác với mày rồi. Ngô Minh còn có một suy nghĩ, Lý Trường Vũ, Cung Kỳ Vĩ hiện tại phối hợp rất tốt, đối với bọn họ mà nói, mình chính là một người ngoài, khó mà đảm bảo những người này sẽ không lợi dụng cơ hội lần này để chế tạo sự đoan, kéo Trương Dương vào, về sau cho dù xảy ra chuyện gì, phía Lý Trường Vũ cũng sẽ phải có kỵ. Trương Dương đã nắm rõ tâm tư của Ngô Minh, trong lòng mắng thằng cha này cả trăm lượt, cười nói, tôi có dưỡng dưỡng chính trị gì đâu, hai chén rượu vào bụng là tôi cái gì cũng dám nói, Phó bí thư Ngô, anh trăm ngàn lần đừng tin tôi, nếu ngày mai chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, nhất định là do tôi nói ngô minh biết hắn đang nói khái mình cười ha ha nói sao có thể như vậy được cậu sẽ không nói đâu trương dương cười nói tôi không nói thì là anh nói hắn cũng học theo bộ dạng của ngô minh vỗ vỗ vai y ngô minh cười càng vui hơn trong lòng thì hiểu rõ trương dương đã nhìn thấu mục đích của mình rồi trương dương càng nghĩ càng thấy chuyện của ban chú kinh nam tích rất phiền toái mình tốt nhất là ít nhúng tay vào thôi dẫu sao thì hiện tại ngô minh cũng đã tới rồi y là phó bí thư thị ủy, xảy ra chuyện đương nhiên phải do quan lớn lo. Trương Dương cũng ý thức được mình nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng có tới phía ban chú kinh Nam Tích, để tránh sau này thật sự xảy ra chuyện rồi, lại bị Ngô Minh kéo vào cùng gánh vác trách nhiệm với y. Trở về nơi ở của ban chú kinh Bình Hải không lâu, Kiều Mộng Viện gọi điện thoại tới, xe của cô ta đã tới bãi đỗ xe trước cửa, lần này là đặc biệt tới đón Trương Dương đi gặp ông nội của cô ta. Trương Dương vào bên trong xe của Kiều Mộng Viện, không tự chủ được ngáp một cái. Kiều mộng viện nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, có chút kỳ quái nói, sao thế? Không được ngủ ngon à? Trương Dương thở dài nói, một lời khó nói hết, tôi nghỉ ngơi trước đã, xúc tinh dưỡng duệ, để tránh lát nữa gặp Kiều Lão lại không có tinh thần. Kiều Lão vẫn ở trong biệt thự cốc mật vân thanh khê, cảnh sắc của cốc thanh khê đẹp không sao tả xiết, khi Trương Dương nhìn thấy Kiều Lão, ông ta đang ở trong sân, ở trong sân chơi đá của ông ta, đeo khẩu trang và kính lão, đang đánh bóng tảng đá. Trương Dương và Kiều Mộng Viện cùng nhau đứng ở xa xa, Kiều Mộng Viện thở dài nói, ông nội của tôi quả đúng là một thạch si, từ sau khi tới đây, mỗi ngày ít nhất dùng 5 tiếng để ở với những tảng đá này. Trương Dương bật cười ha ha. Kiều lão mài xong tảng đá trước mặt, đứng lên, bước về phía Trương Dương, vừa đi vừa cởi khẩu trang. Trương Dương đã tiếp xúc với không ít đại lão của chính giới, nhưng chỉ khi đối mặt với Kiều lão, Hắn mới sinh ra một loại cảm giác không biết phải làm gì, nhìn từ bề ngoài thì Kiều lão chỉ là một lão nhân bình thường, nhưng một khi anh tới gần ông ta, sẽ cảm thấy một loại cảm giác áp bức cường đại, loại cảm giác áp bức này đến từ sâu trong lòng, đôi mắt thâm thúy của Kiều lão tựa hồ có thể thấy rõ tất cả, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy tất cả suy nghĩ và tư tưởng hoạt động của mình đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Trương Dương vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt Kiều lão, nhưng vẻ mặt của hắn rất cung kính, Kiều lão ngài vẫn khỏe chứ, tôi đặc biệt tới thăm ngài đây. Kiều lão cười, vẫn ổn, bộ công pháp dưỡng sinh mà cậu dạy tôi, tôi mỗi ngày đều luyện tập, cảm giác sức khỏe tốt hơn bất kỳ lúc nào. Trương Dương cười nói, đó là bởi vì tố chất thân thể của Kiều lão vốn đã rất tốt rồi. Kiều lão nói, mộng viện, dẫn Tiểu Trương tới phòng khách ngồi, ông rửa tay rồi sẽ tới. Kiều mộng viện dạ một tiếng, dẫn Trương Dương vào trong biệt thự. Trương Dương đã là lần thứ hai đến đây, có điều hắn vẫn có chút câu thúc, Kiều Mộng viện đưa cho hắn một ly trà, nói: "Chưa bao giờ thấy anh ngoan ngoãn như vậy." Trương Dương nói: "Cô có loại ấn tượng đó đối với tôi à?" Kiều Mộng viện cười nói: "Cha tôi thường nói anh chính là một con khỉ của chính đàn Bình Hải." Trương Dương nói: "Tôi nếu khỉ, Kiều lão chính là Phật Như Lai, ở trước mặt ông ta tôi không dám lằng nhằng, nhảy có xa đến mấy cũng không nhảy ra khỏi được lòng bàn tay của ông ta." Những lời này của Trương Dương đã đề cao chính bản thân hắn Kiều Mộng Viện không khỏi mỉm cười nói, ông nội của tôi rất hòa ái, ông hiện tại đã về hưu rồi, chỉ là một lão nhân bình thường. chương 680, đột nhiên phát bệnh. Trương Dương nghĩ thầm đó là bởi vì cô là cháu gái ruột của ông ta thôi, Kiều Lão tuy rằng đã về hưu, nhưng khí thế của ông ta vẫn rất mạnh, trong những người mà Trương Dương đã tiếp xúc, căn bản không có ai có thể đánh đồng với ông ta. Trương Dương nghĩ tới cha nuôi Văn Quốc Quyền, khí trường của Văn Quốc Quyền cũng rất mạnh, nhưng ông ta vẫn còn đang tuổi tráng niên, khí trường lộ ra ngoài nhiều hơn một chút, còn Kiều lão, một ông già gần đất xa trời, nhưng khi hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ với ông ta, áp lực mà Trương Dương cảm nhận được không ngờ còn lớn hơn cả Văn Quốc Quyền. Kiều lão rửa tay xong liền đi tới, mỉm cười nói mỉm cười nói, "Đang nói chuyện gì thế?" Kiều Mộng Viện cười nói, "Anh ấy nói anh ấy là Tôn Ngộ Không, còn ông là Phật Như Lai." Trương Dương xấu hổ vô cùng, ho khan một tiếng kiều lão bật cười ha ha đừng bình luận sau lưng người khác trương dương nói kiều lão tôi đâu dám nói xấu ngài kiều lão nói lời này tôi không thích nghe đâu không dám nói và không nói ra là hai chuyện khác nhau chán trương dương đã đổ mồ hôi kiều lão tôi đối với ngài chỉ có tôn kính kiều lão mỉm cười nói mỉm cười nói đừng mộng viện đi chuẩn bị một chút đi buổi trưa giữ trương dương ở đây ăn cơm kiều mộng viện đi rồi Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm, đối mặt với nhân vật truyền kỳ trong chính đàn như kiều lão, cũng cần phải có tố chất tâm lý. Tố chất tâm lý của Trương Đại Quan Nhân vốn vẫn rất tốt, nhưng hôm nay luôn thấy ánh mắt kiều lão nhìn hắn có chút không đúng, ánh mắt của kiều lão giống như bóc tất cả vào ngoài của hắn ra rồi nhìn sâu vào tận trong. Trương Dương trước đây đã gặp mặt kiều lão vài lần, nhưng kiều lão chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này để nhìn hắn. Kiều lão cũng không nói gì, đôi mắt thâm thúy đánh giá Trương Dương, khóe môi vâng mang theo nụ cười hờ hững trương dương rất không quen bị kiều lão nhìn chằm chằm như vậy hắn ho khan một tiếng rồi phá vỡ trầm mặc trước kiều lão cảm ơn ngài cảm ơn cái gì trương dương nói nếu không phải là ngài triệu tôi tới kinh thành sợ rằng lần này tôi đã bị xử phạt rồi kiều lão cười nói tôi không biết cậu ở bình hải gây ra chuyện gì có điều mộng viện nếu đã mở miệng xin tôi nói dối giúp nó tôi cũng chỉ đành đáp ứng thôi ông ta tạm dừng một chút rồi nói tôi trước giờ luôn chiều đứa cháu gái bảo bối này trương dương nói mang tới phiền toái cho hai người rồi kiều lão nói cũng không phải là đại sự gì thằng con trai đó của tôi làm việc công và tư rõ ràng nếu cậu thật sự phạm phải sai lầm có tính nguyên tắc nó cũng sẽ không bởi vì tôi sinh bệnh mà bỏ qua cho cậu đâu nếu nó có thể tha cho cậu chứng tỏ xử lý cậu cũng được mà không xử lý cũng không sao kiều lão buông chén trà xuống nói không ai vĩnh viễn chính xác tôi đối với người trẻ tuổi luôn luôn khoan dung, bởi vì các cậu trẻ tuổi vẫn còn có cơ hội sửa chữa, tuổi càng lớn thì càng không được phép phạm sai lầm. Trương Dương nói, Kiều Lão, nói một câu thật lòng, tôi rất ít khi cho rằng mình làm sai. Kiều Lão bật cười ha ha, thằng ôn này quả nhiên không giống người thường, Kiều Lão nói, không chỉ có cậu, bất kỳ ai khi làm sai chuyện đầu tiên đều nghĩ rằng phía sai lầm không phải là mình, mà là tìm nguyên nhân từ chung quanh. Đúng và sai trước giờ đều là tương đối, cậu cho rằng mình làm đúng, nhưng tất cả mọi người lại cho rằng cậu làm sai, nói cách khác, hành vi của cậu không phù hợp với tiêu chuẩn của công chúng, như vậy cậu ở trong mắt công chúng chính là sai, cho nên mới sai lại càng sai. Trương Dương cẩn thận nhìn ngẫm những lời này của Kiều lão, hắn thấp giọng hỏi, nếu như tôi làm việc và hành vi của công chúng không nhất trí với nhau, vậy thì tôi nên lựa chọn thế nào? Kiều lão nói, thuận nước đẩy thuyền và gặp sao hay vậy là hoàn toàn bất đồng, một người muốn làm việc trong quan trường chưa chắc đã phải gặp sao hay vậy, mà phải học nắm chắc đại thế, học được lợi dụng tất cả lực lượng có thể, chỉ cậy mạnh thôi là không đủ, còn cần trí tuệ, một gã lực có thể dễ dàng nhấc cái đỉnh nặng ngàn cân, nhưng chắc gì đã có thể tùy tâm sở dục thao túng một cái lông chim. Trương Dương nghiêm túc lắng nghe dạy bảo. Kiều lão nói, thật ra cậu không thích hợp làm quan. Kiều lão gọn gàng dứt khoát đưa ra kết luận về Trương Dương. Trương đại quan nhân xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, Kiều lão sẽ không nhìn lầm. Kết luận này khiến Trương Dương có chút mất mát. Kiều lão lại nói, nhưng chính đàn trong nước cần một người như cậu, không thích hợp làm quan, chưa chắc đã là không thích hợp tổng chính, trong chính đàn cần đủ loại người, minh tinh của chính đàn chắc gì đã là quan to, chỉ cần tìm đúng vị trí của mình, có thể phát huy ra năng lượng lớn nhất của mình, đây chính là thành công. Trương Dương gật đầu nói, cảm ơn sự chỉ điểm của Kiều lão. Kiều lão mỉm cười nói, cho nên cậu đừng chỉ chăm chăm nhìn vào quan vị người một lòng muốn làm quan tuyệt đối sẽ không trở thành quan tốt trương đại quan nhân có chút trái lương tâm nói tôi đối với quan chức rất thờ ơ kiều lão cười nói vậy tôi hiểu lầm ý của mộng viện rồi nó nói cậu là một quan mê trương đại quan nhân thật sự có chút xấu hổ có ai mà không muốn làm quan lớn chứ khi hắn mới vào chính đàn quả thực là một tên quan mê không sai vào đâu được một lòng muốn làm quan một lòng muốn bỏ lên trên nhưng theo ngày tháng ở thể chế lâu dần tâm tư trèo lên cao của thằng Ôn này cũng đã không còn cường liệt như vậy, có lẽ đã nhìn quen đủ loại người trong thể chế rồi, đối với Quan Trường đã dần dần mất đi cảm giác thần bí, sự ra đi của Cố Gia Đồng khiến hắn nghĩ lại, có phải là mình quá đố chấp nhất tới Quan Trường mà xem nhẹ sự chiếu cố của người ở bên cạnh không? Trương Dương cười nói, Mộng Viện thích trêu tôi lắm. Kiều lão gật đầu nói, Mộng Viện gần đây rất vui vẻ. Tay ông ta gõ nhẹ lên lưng ghế, nói khẽ tôi trước giờ luôn lo cho nó nó từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi, trong lòng nó nghĩ gì. Tôi đều hiểu rất rõ, có thể nói, tôi còn hiểu nó hơn cha nó. Trương Dương nói, mộng viện được ngài yêu thương như vậy thì thật là hạnh phúc. Kiều Lão Ý Vị Thâm Trường nói, thật ra cậu cũng rất hạnh phúc, chỉ là cậu vẫn chưa ý thức được thôi. Trương Đại Quan Nhân nghe ra ẩn ý của Kiều Lão, hắn bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Kiều Mộng Viện lần này vì chuyện của hắn mà tận tâm tận sức, không tiếc xuất động ông nội lừa gạt cha mình, từ đó giúp Trương Dương thoát khỏi khốn nhiễu, sự quan tâm đối với hắn không cần nói cũng hiểu. Câu nói này của Kiều Lão đã chứng minh Lão Nhân Gia đã nhìn ra tình cảm vi diệu của cháu gái đối với Trương Dương. Trương Dương đối với Kiều Mộng Viện trước giờ luôn có cảm tình, nhưng từ sau khi cố dài đồng ra đi, tình cảm đã trở thành một loại áp lực. Hắn khao khát có tình cảm, nhưng lại sợ tình cảm sẽ mang tới thương tổn cho người khác, ở sâu trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn. Lời nói của Kiều Lão điểm đến là dừng người ngoài cuộc thì tỉnh táo người trong cuộc thì u mẹ huống chi người mà ông ta quan sát và cháu gái ruột của mình trong tình cảm của kiều mộng viện trong lòng lão gia tử thủy trung thấy áy náy ông ta đối với đứa cháu gái bảo bối này thực sự là quá nuông chiều lúc trước khi kiều mộng viện và hứa gia dũng yêu nhau ông ta đã nhìn ra hứa gia dũng có mục đích nhưng ông ta lại không đành lòng khiến cháu gái thương tâm cho rằng hứa gia dũng không dám làm gì có lõi với cháu gái mình cũng chính vì có sự ủng hộ của ông ta mà Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng mới đính hôn được, khiến cháu gái trong tình cảm càng lún càng sâu, lún càng sâu thì vết thương cũng càng sâu. Thông qua chuyện lần đó, Kiều lão phát hiện, đối đãi với tình cảm của bọn trẻ cũng không thể quá dễ dãi được, phải nhắc nhở thích đáng, phải nắm chắc phương hướng cho nó. Sau khi ăn cơm trưa, Trương Dương lại kiểm tra sức khỏe cho Kiều lão, sau đó thì cáo từ. Kiều Mộng Viện tiến hắn tới trước cửa có chút tò mò hỏi ông nội tôi nói gì với anh vậy trương dương đương nhiên sẽ không nói ra dạy tôi đạo lý làm quan thôi kiều mộng viện rất hiểu trương dương cô ta cười nói anh đó ai dạy anh cũng vô dụng thôi một khi gặp chuyện anh sẽ ném lời dạy bảo và dặn dò của người khác lên chín tầng mây trương dương cười nói cô cũng hiểu tôi quá kiều mộng viện nói ông nội của tôi bảo tôi nói với anh rồi lần này ở kinh thành thêm vài ngày đi Trương Dương hiểu rằng Kiều Lão là muốn bảo mình mượn cơ hội này tạm tránh đầu sóng ngọn gió, hiện tại trở lại Bình Hải nhất định sẽ phải hứng mũi chịu sao, thật ra cho dù Kiều Lão không nói, Trương Dương cũng sẽ không vội trở về, lần này sở dĩ có thể thoát khỏi xử phạt ghi tội, tất cả đều nhờ có Kiều Mộng Viện hỗ trợ, hắn đương nhiên không thể phụ nỗi khổ tâm của của cô ta. Trương Dương nói tôi muốn tới biệt viện của Thiên Trì Tiên Sinh nghỉ ngơi vài ngày. Tuy Thiên Trì Tiên Sinh đã tặng tòa nhà đó cho Trương Dương, nhưng trương dương vẫn quen gọi nó là biệt viện của thiên trì tiên sinh kiều mộng viện gật đầu cô ta đưa cái chìa khóa xe của mình cho trương dương xe để anh dùng đấy khi nào anh về thì trả lại tôi trương dương có chút kinh ngạc nói cô không dùng xe à kiều mộng viện nói khẽ tôi đã đặt vé sáng mai về giang thành rồi gấp thế kiều mộng viện nói công trình xây dựng thêm của quảng trường thương nghiệp chùa nam lâm đã bàn giao sử dụng rồi tôi phải tự mình tới kiểm tra trong lòng Trương Dương rất cảm động, chuyện trên sinh ý của Kiều Mộng viện bận như vậy mà vẫn cố dành thời gian cùng hắn tới kinh thành, đối với hắn có thể nói là tình thâm nghĩa trọng, tuy rằng Kiều Mộng viện chưa bao giờ thừa nhận thích hắn, nhưng có một số chuyện căn bản không cần phải nói ra. Trương Dương rất nhanh phát hiện thân ở trong chính đàn mà muốn tu tâm dưỡng tính căn bản chỉ là nói nhảm mà thôi, phó bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Ngô Minh vừa mới tới kinh thành ngày đầu tiên, buổi chiều hôm ấy đã bởi vì viêm ruột thừa cấp tính mà phải nằm viện. Trương Dương vốn đã đến trước biệt viện của Thiên Trì Tiên Sinh, thì nhận được điện thoại của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nói, Trương Dương, chuyện của ban chú kinh cậu đi giải quyết đi, bí thư ngô đột nhiên bị bệnh, phải nằm viện rồi, ngày mai mổ. Trương Dương thấy chuyện này vô cùng quá đột ngộ, buổi sáng vẫn còn thấy ngô minh khỏe mạnh, sao đột nhiên lại sinh bệnh vào lúc này. Trương Dương vốn cho rằng sau khi ngô minh tới, có thể trao hết chuyện của ban chú kinh cho y, còn mình thì được nhàn rỗi, nhưng không ngờ chỉ được nhàn dỗi có buổi chiều thì chuyện lại đổ lên đầu hắn. Trương Dương kêu khổ không ngừng, bí thư lý, buổi sáng tôi thấy y còn sinh long hoạt hổ, sao đột nhiên lại bị bệnh. Liệu có phải là giả bệnh tránh việc không? Lý Trường Vũ mắng, cậu nói bậy gì đó. Giải bệnh mà lại chui vào phòng phẫu thuật à? Bệnh viện ngày mai sẽ phẫu thuật cho anh ta, bị viêm ruột thừa cấp tính đó. Không phải là Trương Dương nghĩ xấu về ngô minh, là bởi vì hôm nay khi rời khỏi ban chú kinh, những lời đó của thằng ôn này quá âm hiểm, vòng một vòng lại muốn kéo mình xuống nước. Trương Dương nói, bí thư lý, sự học vinh tự sát có phải bởi vì liên quan tới tham ô hay không? Lý Trường Vũ thở dài nói, đúng, ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ hắn có liên quan tới vụ án của Từ Quang Nhiên, lần này là sợ tội tự sát. Vụ án này khó khăn lắm mới bình ổn được, thị lý chúng tôi đã thảo luận rồi, tận lực đừng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trương Dương từ chỗ của Ngô Minh đã biết thái độ mà thị lý áp dụng trên chuyện này, hiện tại chính đàn Nam Tích đã thủng lỗ chỗ, thật sự không chịu nổi dày vò nữa rồi. Sử học Vinh tự sát vào thời điểm mấu chốt này, nếu bởi vậy mà một lần nữa đưa chuyện của quan trường Nam Tích ra trước mắt công chúng. Ban lãnh đạo Nam Tích thật sự là không muốn bởi vì chuyện này mà dẫn tới sự chú ý của lãnh đạo thượng tầng, đây không phải là bọn họ sợ, mà là bọn họ không muốn kinh động tới thượng tầng, bọn họ không muốn chuyện này dẫn tới ảnh hưởng không tốt bọn họ có năng lực tự nội bộ xử lý tốt chuyện này, chính đàn nam thích cần thời gian để chữa trị, quần thể cán bộ bọn họ cần thời gian để tạo dựng lại lòng tin của người dân đối với bọn họ. Lý Trường Vũ nói, tôi biết chuyện này có chút làm khó cậu, nhưng chuyện của ban chú kinh phát sinh quá đột nhiên, nếu xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của nam tích chúng ta, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Bình Hải, cho nên chuyện này phải xử lý tốt, vốn tôi chỉ muốn để cậu lo tạm thời thôi, nhưng ai ngờ được đồng chí Ngô Minh vào thời khắc mấu chốt này lại phát bệnh. Trương Dương đối với điều này vẫn đầy hoài nghi, hắn khinh thường cười nói, là thật là giả vẫn khó nói lắm, vị bí thư Ngô này năng lực khác thì không có, nhưng bản sự né trách nhiệm thì là nhất lưu. Lý Trường Vũ biết trong lòng Trương Dương rất ức chế, nghe hắn oán thán mà không nói gì, mỉm cười bảo Trương Dương, nói thật lòng, chuyện này giao cho anh ta xử lý tôi cũng chút không yên tâm, nam tích chúng ta có nhiều cán bộ như vậy, nhưng chỉ có cậu làm việc là tôi yên tâm nhất. Trương Dương nói, bí thư lý, ông cũng đừng nhỏ thuốc mắt cho tôi, chỉ cần ông đừng mang tôi đem bán là được. Lý Trường Vũ bật cười, sau khi cậu làm tốt chuyện này, tôi sẽ lập tức chi 3.000 vạn đó cho Ủy ban Thể dục Thể thao của cậu. Lý Trường Vũ hiểu rất rõ Trương Dương, rất thức thời ném ra mồi câu. Trương Dương nói, 3.000 vạn đó cũng không phải cho cá nhân tôi, tôi coi như là nhìn thấu rồi, dưới tay ngài, tôi chính là lao lực làm việc, đợi tôi làm xong hết việc trên tay rồi, tôi sẽ xin được điều đi, chỉ có cách xa ngài tôi mới được thanh thản. Lý Trường Vũ cười nói, tôi khẳng định sẽ không phê duyệt. Y dặn dò Trương Dương, chuyện ô nhiễm nước là phải tạo ảnh hưởng, còn chuyện của ban chú kinh lần này thì phải tận hết khả năng ngăn chặn ảnh hưởng, không thể để chuyện này bị khuếch đại, chuyện của nam tích chúng ta thì nam tích chúng ta tự mình xử lý, không cần mượn tay người khác. Đối với người nhà của sử học vinh tận lực làm tốt công tác trấn an, bảo bọn họ đồng ý sớm mang thi thể của sử học vinh về hỏa táng. Khi Trương Dương tới ban chú kinh Nam Tích, lập tức thực sự hiểu được rằng ngăn chặn ảnh hưởng cũng không phải là dễ dàng, vừa vào ban chú kinh đã nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân, trước cửa lớn của ban chú kinh đặt hai vòng hoa, từ câu đối phúng điếu vừa nhìn đã biết là lão bà Lý Phượng Hà của sử học vinh mang đến. Trương Dương nhíu mày, vừa hay nhìn thấy phó chủ nhiệm ban chú kinh Vương Nghị từ bên trong ký túc xá đi ra, hắn gọi Vương Nghị lại, chỉ vào vòng hoa, nói, sao lại thế này? Ban chú kinh sao lại biến thành linh đường? Vương Nghị mày mày ủ ê đi tới, hạ giọng nói còn không phải lão bà của sử học vinh sao, Lý Phượng Hà đi gặp lão công của cô ta một lần cuối cùng xong, sau khi trở về liền làm ẩm ý lên, cô ta nói lão công của cô ta không phải tự sát mà là bị giết, đòi thị Lý phải cho cô ta một cái công đạo, bí thư ngô bị cô ta nói cho tức quá mà bệnh, ngày mai phải phẫu thuật. Trương Dương nói tức quá mà bị bệnh ư tức giận đến nỗi phát bệnh viêm ruột thừa ư. Vương Nghị không biết Trương Dương đang châm chọc Ngô Minh, hắn gật đầu nói, còn không phải sao, viêm ruột thừa cấp tính, Vu Hải Lâm và Miêu Tuệ như đều tới bệnh viện thăm bí thư Ngô rồi. Trương Dương nói, ở đây không có ai quản à, sắp thành linh đường tới nơi rồi. Vương Nghị nói, chủ nhiệm Trương, tôi cũng bất lực, Lý Phượng Hà là người không nói lý, tôi muốn khuyên cô ta, cô ta thì hoặc là mắng người, hoặc là không để ý tới tôi, chồng người ta mới chết, tinh thần bị kích thích, tôi cũng không tiện nói gì cả. Cô ta đặt vòng hoa ở trước cửa như vậy, cán bộ của Nam Tích chúng ta đến Kinh Thành làm việc cũng không nguyện ý ở lại, đều ra khách sạn ngoài ở rồi. Trương Dương nói, đi, chúng ta đi xem. Lý Phượng Hà ngồi trong văn phòng của Sử Học Vinh, mắt ngây ngốc nhìn ảnh chồng, trong mắt không có nước mắt, có điều đã sưng húp cả lên, vốn mấy người của ban chú Kinh đã tới đây khuyên cô ta. Nhưng Lý Phượng Hà không giảng đạo lý, đuổi hết bọn họ đi, Trương Dương gõ cửa phòng, đi vào. Lý Phượng Hà cũng không thèm liếc hắn lấy một cái. Trương Dương ngồi xuống đối diện Lý Phượng Hà, giám đốc Lý, cố nén bi thương. Lý Phượng Hà nói, cảm ơn sự quan tâm, tôi chịu được. Trương Dương nói, kết quả điều tra của cảnh sát đã có rồi, chủ nhiệm xử là tự sát. Lý Phượng Hà nói, nam nhân của tôi như thế nào tôi rõ, anh ấy rất lạc quan, sẽ không tự sát đâu, sẽ không bỏ mẹ con chúng tôi đâu. Trương Dương nói, hai người là vợ chồng, đương nhiên không ai hiểu chủ nhiệm xử hơn cô. Lý Phượng Hà rất mẫn cảm ánh mắt nhìn thoáng qua Trương Dương, anh có ý gì? Trương Dương nói, giám đốc Lý, cô cũng là cán bộ quốc gia, đặt vòng hoa ở cửa lớn của ban chú kinh có phải là không được tốt không? Lý Phượng Hà nói, không có gì không tốt cả, nam của tôi ít chết, tôi giặt vòng hoa tưởng niệm cũng không được à. Trướng mắt anh à. Trương Dương nói, tôi cũng không nói là không cho cô đặt, nhưng chúng ta có thể như thế này không chúng tôi ở bên trong ban chú kinh dọn một phòng làm linh đường cho chủ nhiệm sử để cô tưởng nhớ anh ấy ở trong phòng mọi người muốn phúng viếng chủ nhiệm sử cũng tiện hơn cô thấy sao không được chồng tôi là chủ nhiệm của ban chú kinh nam tích hắn chết sau khi anh ấy chết không có gì mà không dám gặp người ta cả tôi phải đặt vòng hoa ở ban chú kinh trương dương nói cô định đặt tới khi nào lý phượng hà nói lúc nào tìm ra hung thủ giết người tôi lúc đó sẽ bỏ vòng hoa. Trương Dương nói, giám đốc Lý, tôi đã nói với cô rồi, cảnh sát đã điều tra xong, chủ nhiệm xử là tự sát. Lý Phượng Hà trừng mắt lườm Trương Dương, nói anh đánh rắm chồng tôi không phải tự sát, anh ấy đang sống vui vẻ, vì sao phải tự sát. Trương Đại Quan Nhân bị mắng một câu, có điều hắn không tức giật, vẫn nhẫn nại nói, giám đốc Lý, tôi biết trong lòng cô rất buồn, nhưng cô cũng là cán bộ quốc gia, cũng phải lấy đại cục làm trọng, không thể mang thêm phiền toái cho quốc gia được. Lý Phượng Hà nói, tôi mang tới phiền toái cho ai? Chồng tôi chết, tôi yêu cầu tìm ra hung thủ có gì sai nào? Trương Dương nói, anh ta là tự sát. Lý Phượng Hà nói, người đã chết, các anh nói thế nào cũng được, tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo thành phố, bảo Ngô Minh tới gặp tôi. Trương Dương nói, bí thư Ngô bị bệnh phải nằm viện rồi. Lý Phượng Hà nói, anh cho rằng tôi không biết các anh tính toán gì à, các anh sợ cái chết của chồng tôi bị tuyên dương ra ngoài, các anh sợ chân tướng bị bại lộ, cho nên các anh không muốn tôi lên tiếng, thậm chí không dám gặp tôi, chồng tôi trình là bị các anh hại chết. Trương Dương giờ đã hiểu vì sao Ngô Minh lại đột nhiên phát bệnh, Lý Phượng Hà này rất khó nói chuyện, cô ta hiểu chồng mình ư, chuyện sử học vinh tham ô cô ta có biết không? Trương Dương thiếu chút nữa hỏi ra những lời này, nhưng suy nghĩ một chút, chồng Lý Phương Hà vừa chết, quả thực cũng có chút đáng thương, mình nếu nhắc tới chuyện này, có phải là quá tàn nhẫn không? Hắn thở dài nói, giám đốc Lý, cô nén bi thương, phòng hoa đó quả thực không thể để ở cửa lớn của ban chú kinh được, cô cũng đừng làm khó chúng tôi. Lý Phượng Hà nghiến răng nghiến lợi nói, được, anh không cho tôi đặt vòng hoa có phải không? Tôi sẽ đặt vòng hoa ở cửa ban chú Kinh Bình Hải, cán bộ thị lý các anh trốn tránh không gặp tôi, tôi sẽ tới tỉnh Lý nói chuyện, tỉnh lý không cho tôi nói thì tôi sẽ tới trung ương trương dương nhìn ra lý phượng hà thật sự quyết tâm muốn gây chuyện trong lòng có chút bực mình chẳng lẽ người đàn bà này không biết nam nhân của cô ta tham ô nhận hối lộ lúc này cục công an khu trực thuộc lại cho người tới đây tìm hiểu tình huống trương dương đứng dậy đi ra ngoài vương nhị cũng không dám ở lại đây đi theo trương dương trong lòng cười thầm còn tưởng rằng vị chủ nhiệm trương này có biện pháp gì gặp phải lý phượng hà cũng đành bó tay như vậy mà thôi Lần này người đến là Lương Liên Hợp và hai cảnh sát thủ hạ, bởi vì sự kiện này liên quan tới quan viên địa phương, phân cục đối với chuyện này cũng khá là coi trọng, thân là phân cục trưởng Lương Liên Hợp phải tự mình tới đây, Trương Dương mời Lương Liên Hợp vào trong phòng họp ngồi. Lương Liên Hợp cười nói, chủ nhiệm Trương, vòng hoa sao lại để trước cửa lớn? Trương Dương nói, người nhà của người chết đang dùng phương pháp này để tưởng niệm người chết. Trương Dương không muốn nói cho gã biết nội tình. Lương Liên Hợp nói, vợ của sử học Vinh đã tới phân cục của chúng tôi, cô ta luôn miệng nói trưởng phu của cô ta là bị giết. Gã đưa giấy nghiệm thi cho Trương Dương, chuyên gia của chúng tôi đã tiến hành kiểm tra cẩn thận thi thể của người chết, tin chắc rằng anh ta là uống thuốc độc tự sát. Ở hiện trường chúng tôi cũng không phát hiện bất kỳ điểm đáng ngờ nào, tôi có thể nói chắc chắn rằng sử học Vinh khẳng định là tự sát. Trương Dương nói, cảm ơn lương cục, các anh vất vả quá. Lương Liên Hợp nói, tôi cũng nhìn ra, chuyện này có chút khó giải quyết, vợ của người chết hình như không chịu tiếp nhận hiện thực. Chủ nhiệm trương, chúng ta là lão bằng hiếu, tôi cho anh một đề nghị, mau chóng làm tốt công tác tâm lý với người nhà của người chết đi, loại chuyện này làm ầm lên cũng không được gì. Ở nơi như Kinh Thành, vạn nhất khiến ảnh hưởng lớn lên là không có lợi, anh cũng hiểu mà. Trương Dương đương nhiên biết Lương Liên Hợp cũng là có hảo ý, hắn cười nói, Lương Cục phí tâm rồi, có giấy chứng minh này, chúng tôi cũng tiện làm công tác. Trương Dương là nghĩ, hiện tại công an đã có chứng minh cụ thể, Lý Phượng Hà chắc không còn gì để nói. Nhưng thái độ của Lý Phượng Hà vẫn rất kiên quyết, chỉ nhìn thoáng qua giấy nghiệm thi một cái rồi nói, tất cả các anh đều thông đồng với nhau, muốn giấu giếm chân tướng cái chết của chồng tôi. Trương Dương đối với Lý Phượng Hà đã có chút mất kiên nhẫn, giám đốc Lý, giấy nghiệm thi của cảnh sát không thể làm giả. Lý Phượng Hà nói, anh muốn nói gì? Trương Dương nhẫn nại nói, giám đốc Lý, Nguyên nhân cái chết của chủ nhiệm sử đã điều tra xong rồi, tôi thấy cô để thi thể của anh ấy ở trong phòng đựng xác cũng không hay, con người ta ai cũng lá dụng về cội. Nhập thổ vi an, có phải trước tiên đưa cho cốt của chủ nhiệm sử mang về gia hương đã rồi nói không? Lý Phượng Hà nói, anh có ý gì? Nguyên nhân cái chết của chồng tôi còn chưa tra rõ, anh đã bắt tôi mang anh ấy đi hỏa táng, có phải là muốn hủy diệt chứng cứ không? Tôi coi như đã nhìn ra rồi, anh là đồng bọn với kẻ hại chết chồng tôi trương dương thật sự là dở khóc dở cười giám đốc lý tôi không quen biết chủ nhiệm xử thị lý là sau khi anh ấy mất mới cử tôi đến đây xử lý tôi có thể thông cảm với tâm tình hiện tại của cô nhưng chủ nhiệm xử đã chết chúng ta nên tiếp nhận hiện thực dùng lý trí để nhìn nhận chuyện này không ai hại anh ta cả cô đừng có cực đoan phương thức như vậy đối với mọi người đều không có lợi ảnh hưởng đối với chủ nhiệm sử cũng không tốt lý phượng hà nói chồng tôi đã chết rồi thì còn bận tâm gì tới ảnh hưởng thị lý không phải không quản sao. Được, tôi đi đây, tôi tới quốc vụ viện đòi công lý. Trương Dương nhìn ra nữ nhân này cũng không phải là hạng người lương thiện gì, thật sự có thể làm lớn chuyện, nhiệm vụ mà thị lý giao cho hắn là dẹp yên chuyện này, tận lực ổn định tình tự của người nhà người chết, đừng để chuyện này tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Trương Dương nói, giám đốc lý, cô có yêu cầu gì thì có thể đề xuất với tôi, tôi sẽ phản ánh với thị lý, kinh thành là trung tâm hành chính của quốc gia chúng ta, chính phủ địa phương chúng ta đừng tạo thêm phiền phức cho quốc gia, cô nói xem có đúng không. Lý Phượng Hà không để ý đến hắn, để ý đến hắn, đi đến trước mặt hắn, trước mặt hắn rồi lạnh lùng nói, lạnh lùng nói, anh tránh ra, tôi không nói chuyện với anh nữa. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau, lại là phó chủ nhiệm ban chú Kinh Vương Nghị và hai phóng viên xảy ra tranh cãi, hai phóng viên đó đang vây quanh cửa ban chú Kinh chụp ảnh vòng hoa, Vương Nghị nhìn ra tình huống có chút không ổn, vội vàng chạy ra cản lại hai bên ngôn ngữ không hợp, tất nhiên liền xảy ra xung đột. Lý Phượng Hà nói, phóng viên báo chiều của Kinh Thành là do tôi mời đến, tôi công bố toàn bộ chuyện của các anh ra xã hội. Sự nhẫn nhịn của Trương Dương cũng có hạn, hắn lạnh lùng nói, giám đốc Lý, cô khư khư cố chấp, cứ đòi chế tạo sự đoan, như vậy đối với chính phủ thành phố Nam Tích không có lợi, đối với chính bản thân cô cũng không có lợi. Lý Phượng Hà nói, uy hiếp tôi ư, tôi không sợ, Lý Phượng Hà tôi ngồi ngay đứng thẳng, tôi không sợ các anh hãm hại, chồng tôi trước giờ rất vui tươi, anh ấy sẽ không tự sát, các anh không giúp tôi điều tra, tôi tự điều tra, ai ở trên xã hội mà không có vài người bạn. Trương Dương nói, Lý Phượng Hà, tôi không ngại nói cho cô biết, sự học vinh tự sát là có nguyên nhân, thị Lý đã nắm giữ chứng cứ tham ô của anh ta, chỉ là không công khai tuyên bố ra ngoài thôi, nếu anh ta không tự sát, hiện tại đã bị xong quy rồi. Tôi không biết cô đối với chuyện của anh ta có phải là không biết gì thật hay không. Lý Phượng Hà trợ mắt, cô ta bỗng dưng hét như phát điên, giơ tay ra như muốn đánh Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân sớm đã đề phòng, rất nhanh lách sang một bên, Lý Phượng Hà vồ trượt, mất thăng bằng ngã xuống đất, cô ta lớn tiếng khóc, xúc sinh. Chồng tôi đã chết rồi, anh còn bôi nhỏ anh ấy, các anh không phải là người. Trương Dương nhìn thấy tình cảnh của Lý Phượng Hà như vậy, trong lòng cũng có chút thương hại, xem ra cô ta 89 phần 10 là không hề biết chuyện tham ô của sử học vinh. Trương Dương nói, Lý Phượng Hà, cô đừng có làm loạn, những gì tôi nói đều là sự thật, nếu cô không tin, lát nữa tôi sẽ mang một số tư liệu làm trái kỷ luật của anh ta cho cô xem. Trương Dương nói xong liền bước đi, loại nữ nhân này thuộc loại tranh chua, Trương Đại Quan Nhân không muốn dây dưa với cô ta nữa, gì tới trước cửa lớn, nhìn thấy Vương Nghị dẫn mấy nhân viên công tác vây lấy hai phóng viên đó mà lý luận. Phóng viên nói, chúng tôi có tự do săn tin, các anh dựa vào gì mà can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Trương Dương nói, tôi nói này, các anh không có việc gì làm hay sao mà tới trước cửa ban chú kinh của chúng tôi chụp ảnh? Ai đã cung cấp manh mối cho các anh? Hai phóng viên thấy hắn như người cầm đầu, đều nhìn hắn. Trương Dương nói, các anh muốn chụp thì cứ chụp cho chán đi, tôi nói trước, ai dám viết lung tung, tôi không để yên cho hắn đâu. Hai phóng viên bị Trương Dương dọa cho ngây ra, đúng lúc này, một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ ở trước cửa ban chú kinh nam tích từ trên xe có hai nữ một nam bước xuống, Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ toàn là người quen, người nam là Giang Quang Á, hai người còn lại, một người là Cha Vi, một người là Tổng Giám Đốc Tinh Toản Khư Phượng Tiên. Nhìn thấy một màn ở trước mắt, ba người đều ngây ra, bọn họ hiển nhiên không ngờ Trương Dương lại ở chỗ này, Cha Vi nhìn thấy Trương Dương, đôi mắt đẹp lập tức đổi sang vẻ kinh ngạc, cô ta kinh hỉ nói Trương Dương, anh đến Kinh Thành lúc nào vậy? Trương Dương cười cười chào bọn họ, trong lòng cũng có chút kỳ quái, nhưng lại không biết bọn họ vì sao lại tới đây. Cha Vi hỏi rõ chân tướng của sự việc, nói với hai phóng viên, tổng biên tập của báo các anh là Tiết Khánh Minh phải không? Các anh cứ chụp đi, công tác nỗ lực như vậy, tôi sẽ bảo anh ta tăng lương cho các anh. Hai phóng viên nghe thấy cha Vi nói như vậy liền ngây ra, phóng viên kiếm ăn ở Kinh Thành ở Kinh Thành so với phóng viên địa phương thì kiến thức rộng hơn nhiều. Bọn họ đương nhiên biết bên trong kinh thành hỏa hổ tàng long, ở trên đường cái tùy thời gặp một người cũng đều là nhân vật có máu mặt. Cha Vi và Giang Quang Á đều là con cháu của cán bộ cao cấp hàng thật giá thực. Cha Vi nói các anh chụp xong, sau khi về thì nói với tổng biên tập của các anh, anh ta đã đáp ứng giúp tuyên truyền triển lãm mỹ thuật của chúng tôi. Bảo anh ta đừng quên. Cha Vi vừa nói ra câu này, hai phóng viên liền nhìn nhau, trong lòng đều minh bạch rồi, vị đại tiểu thư ở trước mắt bọn họ không thể trêu vào được, bọn họ cất máy ảnh đi, cười nói với cha vi tiểu thư họ gì nhỉ, chúng tôi về sẽ nói với tổng biên tập một tiếng. Cha vi không để ý tới bọn họ, chỉ chỉ vào vòng hoa ở trước cửa, trương dương, các anh làm gì thế? Đặt vòng hoa ở cửa lớn ban chú kinh, không sợ xui à? Trương Dương nói với Vương Nghị, cất đi, cô ta mà còn đặt ở cửa lớn nữa thì trực tiếp ném vào thùng rác. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 680.